Cô gái này là Đường Hinh, biên kịch xinh đẹp của công ty điện ảnh Thời Quang. Còn chàng trai này là Đường Vực, tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền của cô ấy. 4 năm trước, Đường Hinh cầm kịch bản mình vừa viết đến điện ảnh Thời Quang để ký hợp đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vực đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong 4 năm này cô không ngừng tìm hiểu về anh, hy vọng một ngày nào đó có thể đi vào trái tim anh ấy. Nhưng ai ngờ nam thần của cô lại thích bạn thân của cô. Thế là cô tình nguyện nói rằng mình có thể giúp Đường Vực theo đuổi được bạn thân Minh Trúc, nhưng cần anh nghe theo sự sắp xếp của mình. Đường Hinh làm như vậy chính là vì tạo cho mình nhiều cơ hội ở bên Đường Vực hơn. Sau đó chờ đến khi Minh Trúc từ chối Đường Vực, cô liền nhân lúc anh ấy bị thất tình mà thừa nước đục thả câu. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng Đường Hinh không ngờ Đường Vực cũng không yếu đuối mong manh như trong tưởng tượng của mình. Cô căn bản không có được cơ hội thừa nước đục thả câu. Điện ảnh Thời Quang đang quay 2 bộ phim, nhưng một trong số đó bị nghi là đạo nhái vướng vào một phụ kiện. Đường Vực lập tức yêu cầu tạm dừng hạng mục. Anh cho rằng đó là vấn đề nguyên tắc, vậy nên cho dù tổn thất lớn thế nào cũng phải dừng lại. Tuy rằng điện ảnh Thời Quang cũng là người bị hại, nhưng đáng lẽ họ nên cân nhắc vấn đề này khi mua bản quyền tiểu thuyết. Đường Vực không chút lảng tránh dự định gánh vác trách nhiệm. Đường Vực là một người đàn ông độc thân vàng, vấn đề cá nhân của anh ấy cũng là mối quan tâm của mọi người, cũng là đề tài thảo luận trọng điểm của các nhân viên. Lúc này Chu Giai Lộ, ngôi sao mới nổi trong giới điện ảnh, cố ý tạo scandal với Đường Vực để tăng nhiệt độ cho bản thân. Đường Hinh vô cùng tin tưởng nhân phẩm nam thần của mình, không quan tâm đến những tin đồn đó. Ngay khi Đường Vực đang vì chuyện này mà phiền lòng, đúng lúc gặp Đường Hinh trong thang máy. Cô cố ý đến gần người người anh, xem có mùi nước hoa của phụ nữ hay không. Điều này khiến Đường Vực cảm giác có chút mất tự nhiên. Sau khi đến gara, Đường Hinh vì có thể ở cùng nam thần lâu hơn một chút, nói dối rằng xe của mình đang được bảo dưỡng, muốn nhờ anh lái xe đưa mình về nhà. Kết quả Đường Vực liền giao nhiệm vụ lái xe cho cô, điều này có chút ngoài dự đoán của Đường Hinh. Cô vốn định tận hưởng ghế lái phụ được mệnh danh là vị trí chỉ thuộc về bạn gái, ai ngờ lại bị coi là tài xế. Thấy Đường Hinh không quen xe, Đường Vực chủ động tiến lên giúp cô điều chỉnh chỗ ngồi. Nhưng sự tiếp xúc gần gũi này lại khiến trái tim Đường Hinh đập thình thịch. Lúc rời đi, Đường Hinh nhìn thấy trợ lý Cao Hằng đang quan sát chiếc xe của mình. Vì sợ bị Đường Vực nhìn thấy, cô vội vàng lái về hướng ngược lại, kết quả thiếu chút nữa xảy ra tai nạn. Đường Hinh nhanh chóng tập trung tinh thần, trước tiên làm tốt công tác lái xe mới được. Đường Vực về đến nhà, em gái Đinh Đinh nói với anh bố mẹ đang cãi nhau vì anh không có bạn gái, thậm chí còn nghi ngờ xu hướng tình dục của anh có vấn đề. Đường Vực vì sự nghiệp của mình không bị ảnh hưởng, cam kết sẽ giải quyết vấn đề cá nhân của mình càng sớm càng tốt. Hôm sau, Đường Hinh lo lắng Cao Hằng vạch trần lời nói dối của mình cho Đường Vực, vì thế liền mua bữa sáng đến hối lộ anh ta. Nhưng hành động này lại bị Đường Vực lầm tưởng cô đang theo đuổi Cao Hằng. Tiểu thuyết Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh của Đường Hinh được điện ảnh Thời Quang mua bản quyền 4 năm, chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn. Cô rất muốn Đường Vực đem tác phẩm của mình chuyển thể thành phim, nhưng nội dung của cô là tiểu thuyết tình yêu giả tưởng, không phải thể loại mà anh ấy thích. Tổng biên tập Trần cảm thấy khả năng gia hạn hợp đồng là không lớn, hy vọng Đường Hinh cân nhắc tìm một công ty phù hợp khác để ký hợp đồng. Nhưng Đường Hinh vẫn muốn tranh thủ một chút, hy vọng Đường Vực có thể thông qua tác phẩm này để khẳng định khả năng của mình. Để tiếp cận Đường Vực, Đường Hinh đã bỏ vốn đầu tư mua thẻ năm của phòng tập gym. Hôm đó cô đến phòng tập, cố ý đăng ảnh lên vòng bạn bè, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của Đường Vực, cũng muốn giả vờ tình cờ gặp nhau ở phòng gym. Thế nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy anh tới. Ngay khi cô sẵn sàng bỏ cuộc, Đường Vực lại xuất hiện ở phía sau khiến cô giật nảy mình. Sau đó Đường Hinh tận dụng thời gian nghỉ ngơi của Đường Vực, đề xuất nếu như mình có thể viết ra một kịch bản vừa ý thì anh có thể làm nhà sản xuất của mình hay không. Trong lòng cô thầm nghĩ nếu anh là nhà sản xuất của dự án thì hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Kết quả anh lại nói chỉ cần kịch bản của cô hay, mình sẽ sắp xếp cho cô một nhà sản xuất thích hợp. Đường Hinh nhấn mạnh mình không cần người khác, mình chỉ cần anh, còn nói các bộ phim năm ngoái Đường Vực làm nhà sản xuất có doanh thu phòng vé hơn 3 tỷ. Mình làm như vậy hoàn toàn chính là không muốn bỏ qua cơ hội thành danh. Nhưng Đường Vực vẫn không đồng ý, Đường Hinh thất vọng đến tìm bạn thân Vưu Hoan tố khổ. Vưu Hoan tận mắt nhìn thấy nỗi khổ tương tư của cô trong 4 năm qua, khuyên cô không nên tự treo mình trên một cái cây nữa. Thậm chí cô còn không tiếc hạ thấp Đường Vực để cho Đường Hinh từ bỏ. Nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến Đường Hinh chút nào. Cô vẫn tiếp tục thích Đường Vực như bị trúng độc. Bởi vì Vưu Hoan muốn đến nhà máy kiểm tra chất lượng sản phẩm mới, liền nhờ Đường Hinh giúp mình trong cửa hàng. Vừa hay Đường Hinh cũng muốn tìm một kẻ coi tiền như rác để bán quần áo, giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Đúng lúc này, Đinh Đinh được Vưu Hoan giới thiệu đến cửa hàng quần áo này. Đường Hinh thấy có khách đến cửa, ngay lập tức phấn khích tiếp đón đối phương. Sau một hồi khoác lác đã thành công đã đưa Đinh Đinh vào bẫy. Hơn nữa chất lượng quần áo của cửa hàng này quả thực không tệ, bộ nào Đinh Đinh cùng đều yêu thích không muốn buông tay, kết quả chốt hết những bộ mình đã thử qua. Khi thanh toán, Vưu Hoan nhìn thấy con số trên hóa đơn, bắt đầu nhắc Đinh Đinh. Đường Hinh cũng ý thức được vấn đề, liền giải thích chiếc váy cuối cùng hơi đắt một chút. Tuần trước có một người mẫu gửi tin nhắn muốn mua nó, nhưng cửa hàng không chấp nhận đặt hàng qua mạng. Nếu Đinh Đinh thật sự cảm thấy đắt, vậy thì mình sẽ để lại chiếc váy này cho người mẫu kia, hai hôm nữa đối phương sẽ đến thử. Đinh Đinh mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn rưng rưng nước mắt quẹt thẻ trả tiền. Vưu Hoan sau khi trở về rất khen ngợi Đường Hinh bởi vì cô ấy đã bán hết hàng tồn kho của mình, còn khuyên cô nên đổi sang nghề bán hàng,
nhất định sẽ trở thành nhân viên xuất sắc với mức lương triệu tệ hàng năm. Cũng phát cho Đường Hinh một bao lì xì lớn. Nhưng tâm trí Đường Hinh hiện tại không ở đây. Lúc này, mong muốn lớn nhất trong lòng cô vẫn là có thể theo đuổi được Đường Vực. Bên này, Phó Tổng Giám đốc Hoắc Thần Đông của Điện ảnh Thời Quang cũng là bạn thân của Đường Vực đang hái hoa bắt bướm khắp quán bar. Còn Đường Vực lại không có hứng thú với những thứ này, chỉ ngồi đó lặng lẽ uống rượu. Hoắc Thần Đông hỏi anh chuyện với Minh Trúc, tưởng rằng anh buồn vì thất tình, khuyến khích anh nên tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn. Mẹ anh Dục kết hôn Dục tới tận chỗ mình luôn rồi. Đúng là mẹ Đường Vực rất quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai. Bà nghe nói Đường Vực đang theo đuổi Minh Trúc, liền thúc giục Đinh Đinh hỏi xin Hoắc Thần Đông ảnh chụp của Minh Trúc. Hoắc Thần Đông tiện thể gửi kèm luôn ảnh của bạn thân Minh Trúc là Đường Hinh. Nhưng bởi vì mạng kém khiến hai bức ảnh đến sai thứ tự. Kết quả Đinh Đinh lầm tưởng Đường Hinh là Minh Trúc, cô đột nhiên nhớ tới đây là người bán quần áo cho mình. Bên này, Đường Hinh đang gặp khó khăn về việc chuyển thể kịch bản, cô gọi điện cầu cứu Minh Trúc. Minh Trúc liền giúp cô liên lạc với nhà biên kịch nổi tiếng Phùng Trình. Phùng Trình đưa ra đề nghị đúng trọng tâm cho Đường Hinh. Trong lúc hai người nói chuyện, vừa vặn gặp được đạo diễn nổi tiếng Lục Chi Hành. Lục Chi Hành nghe nói Đường Hinh chính là tác giả tiểu thuyết Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh, thể hiện sự nhiệt tình cao tại chỗ. Hai bên để lại WeChat, mong chờ sự hợp tác trong tương lai. Sau khi về nhà, Đường Hinh đang bức vẽ một người đàn ông không có mặt lên vòng bạn bè, không ngờ Đường Vực lại cho cô một like. Điều này khiến cô không khỏi lại thương cảm, cô không biết khi nào mình mới có thể chân chính theo đuổi được nam thần trong lòng. Sau đó Đường Hinh đem ảnh Đường Vực mới in treo lên tường. Lúc này trên tường đã treo đầy ảnh của anh ấy. Đây cũng là cách cô xoa dịu tình yêu trong lòng. Hôm sau đi làm, Đường Vực bác bỏ từng kế hoạch của các nhà biên kịch. Đến lượt Đường Hinh trình bày, anh thấy cô đề cập đến Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh liền trực tiếp từ chối. Đường Hinh xin mãi mới tranh thủ được 5 phút. Cô hỏi xin Đường Vực giấy bút muốn biểu đạt chi tiết hơn, kết quả lại bị anh chế nhạo ngay cả ảnh chân dung bạn trai cũng vẽ không tốt, còn muốn dùng phương thức này để biểu đạt. Quả nhiên tranh của Đường Hinh quả thật không được tốt lắm, nhưng quan hệ nhân vật lại biểu đạt rất rõ ràng. Đường Vực đồng ý sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đường Hinh thấy sự tình còn có chuyển biến, tâm trạng ngay lập tức vui vẻ. Lúc tan làm, Đường Vực ở trong thang máy hỏi Cao Hằng chuyện của anh và Đường Hinh. Cao Hằng coi như tức thời, vội vàng phủ nhận mình và cô ấy không có quan hệ tình cảm. Ngay lúc anh đang định giải thích chuyện bữa sáng hôm đó, Đường Hinh liền đi vào thang máy. Cô lại dùng lại chiêu cũ nói dối xe của mình đưa đi bảo dưỡng, muốn đi nhờ xe của Đường Vực một chút. Tuy nhiên anh cảm thấy lý do này không đáng tin cậy, đồng thời Cao Hằng ở bên cũng vạch trần lần trước cô nói dối, xe của cô không đi bảo dưỡng mà đỗ ở dưới tầng hầm để xe. Ai ngờ Đường Vực nghe xong cũng không nói gì, chỉ đơn giản tiếp tục cho cô đi nhờ xe. Lần này, Đường Hinh như nguyện được ngồi vào ghế lái phụ chỉ dành riêng cho bạn gái. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được. Đường Vực hỏi cô vì sao lại vui như vậy, cô chỉ đành nói lần đầu ngồi xe của sếp có chút phấn khích. Đường Vực cảm thấy năng lực nghiệp vụ của Đường Hinh rất mạnh, bảo cô chia sẻ và phát huy kinh nghiệm của mình trong công ty. Nhưng cô cho rằng đây là bí kíp độc nhất vô nhị của mình, nói với người khác thì mất linh. Lúc này cô thuận tiện hỏi về chuyện chuyển thể cuốn tiểu thuyết của mình. Đường Vực mặc dù cảm thấy tiểu thuyết của cô không tệ, tuy nhiên Điện ảnh Thời Quang đang gặp khó khăn. Trước hết anh phải tìm được một hạng mục đủ trưởng thành về mặt nội dung, khán giả và sản xuất, có thể nhanh chóng thúc đẩy quy trình. Mà tiểu thuyết của cô có quá nhiều yếu tố kỳ ảo, chu kỳ sản xuất sẽ dài hơn. Việc chuyển thể cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn. Những lời này mặc dù là lời trong lòng Đường Vực, nhưng lại giống như một chậu nước lạnh dội vào Đường Hinh đến lạnh thấu tim. Về đến nhà, Đường Hinh bắt đầu tự hỏi làm thế nào để nâng cao kinh nghiệm và năng lực chuyển thể của mình. Cô chợt nghĩ đến làm việc trên trường quay chắc chắn là một con đường tắt. Thế là cô lập tức gọi điện thoại cho tổng biên tập Trần, chủ động yêu cầu đến phim trường làm việc. Bởi vì các nhà biên kịch đều không muốn làm công việc này, tổng biên tập Trần mặc dù rất lo lắng cho cô nhưng vẫn đồng ý. Đường Vực lái xe về nhà, lại phát hiện chỗ đậu xe của mình có một thùng carton, bên trong có một con mèo nhỏ. Còn có một tờ giấy thỉnh cầu hãy chăm sóc nó. Đường Vực vốn không thích động vật nhỏ như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mèo con cũng không nỡ bỏ nó lại. Đúng lúc này Đinh Đinh gọi điện thoại cho anh trai, nghe được tiếng mèo kêu thì lập tức cầu xin anh đừng bỏ nó. Hôm sau Đường Hinh như ý nguyện vào đoàn làm phim Bạch Lộ Vi Sương. Quả nhiên đây là một nơi rèn luyện người, cô mới vào đoàn làm phim đã bắt đầu bận rộn không ngừng nghỉ. Lúc Đường Vực tới thì phát hiện Đường Hinh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh liền chu đáo khoác áo của mình lên cho cô. Khi Đường Hinh tỉnh dậy phát hiện trên người mình khoác áo của Đường Vực, trên đó còn có nhiệt độ của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hoắc Thần Đông phát hiện Đường Vực khác thường, cảm thấy anh rất quan tâm tới Đường Hinh. Mặc dù ngoài miệng Đường Vực chỉ trích đối phương nói lung tung, nhưng trong lòng lại có cảm giác khác. Hôm nay Lục Chi Hành mời Đường Hinh ra ngoài nói chuyện. Anh ấy rất hứng thú với tiểu thuyết Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh, muốn chuyển thể nó thành phim. Nhưng thái độ của anh càng tích cực, Đường Hinh lại càng thương cảm. Cô cảm thấy người trước mắt này nếu là Đường Vực thì tốt biết bao nhiêu. Bên này Đinh Đinh vốn định đến nhà anh trai đón mèo con, nhưng lại bị Hoắc Thần Đông gọi đi chơi game. Kết quả mèo con làm nhà Đường Vực rối tung lên. Lúc anh dọn dẹp còn bị nó cào một cái. Đường Vực biết trước đây Đường Hinh từng nuôi mèo, vì thế gọi điện thoại nhờ cô giúp đỡ. Đường Hinh lập tức bỏ lại Lục Chi Hành chạy tới. Sau khi xử lý cho Đường Vực, cô nhất quyết kéo anh đi tiêm vaccine, nhân tiện kiểm tra cho con mèo một chút.
Thế nhưng cô không ngờ anh lớn như vậy lại sợ tiêm, vì thế lấy điện thoại ra chụp ảnh đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Lúc trở về, Đường Hinh cảm thấy mèo con có thể là cầu nối giữa hai người bọn họ, liền thỉnh cầu Đường Vực tặng nó cho mình. Đường Vực cũng rất cảm kích cô hôm nay cùng mình đi tiêm, vì thế rất sảng khoái tặng mèo cho cô. Kết quả là khi Đinh Đinh đến đòi mèo, biết anh đã tặng cho người khác liền chỉ trích anh trọng sắc khinh em gái. Điện ảnh Thời Quang có một nhóm tiểu thuyết đã đến hạn gia hạn hợp đồng, trong đó có Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh của Đường Hinh. Đường Hinh nghe giám đốc Đỗ nói Đường Vực cố ý dặn dò chuyện gia hạn hợp đồng với bộ tiểu thuyết này, liền cho rằng anh ấy hẳn là thích mình. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vì thế thay sang trang phục lộng lẫy chuẩn bị tỏ tình với anh ấy. Mà Đường Vực sau khi nhìn thấy Đường Hinh một thân váy đỏ rất sáng mắt, cũng đoán mục đích cô tìm mình. Đầu tiên cô lấy tiểu thuyết làm cớ, hỏi anh vì sao đổi ý muốn gia hạn hợp đồng với Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh. Là bởi vì bộ tiểu thuyết này hay là bởi vì cô? Đường Vực từ chối cho ý kiến, nói đối với anh mà nói đều giống nhau, kết quả lại khiến Đường Hinh hiểu lầm ý tứ của câu nói. Nhìn thấy bộ dáng do dự của Đường Hinh, Đường Vực dứt khoát phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi thẳng cô thích tôi à? Câu hỏi bất thình lình này khiến Đường Hinh có chút giật mình, nhưng cô rất nhanh tỉnh táo lại, thừa nhận mình thích anh. Tuy nhiên cô không nói mình đã thích anh 4 năm, chỉ nói gần đây mới thích. Còn về lý do thì vì anh đẹp trai lại có tiền, còn không lăng nhăng. Câu trả lời như vậy khiến Đường Vực không hài lòng lắm, sau khi suy nghĩ một hồi anh liền từ chối nói chúng ta không thích hợp. Đường Hinh nghe được ba chữ không thích hợp như bị sét đánh sững sờ một lúc. Cô rụt rè lùi lại, thần thái đó khiến Đường Vực nhìn có chút đau lòng. Mà nước mắt của cô lại càng làm cho anh phiền muộn không thôi. Đường Hinh thất vọng đi ra khỏi văn phòng của Đường Vực. 4 năm thầm yêu và chờ đợi, cô vốn tưởng rằng hai người sẽ nhất kiến trung tình, đi tới điểm cuối bạc đầu giang long. Không ngờ còn chưa có một khởi đầu tốt đẹp đã kết thúc rồi. Lúc ra cửa cô đụng phải Cao Hằng đến đưa tài liệu. Đột nhiên Đường Hinh cảm thấy rời đi như vậy rất mất mặt, vì thế trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Hằng, cô một lần nữa trở về văn phòng của Đường Vực. Cô không cho anh giải thích, tiến lên liền chỉ trích anh một trận. Cô nói nếu anh đã không thích mình, vì sao còn cho mình hy vọng? Tại sao còn gia hạn cuốn tiểu thuyết mà rõ ràng anh không quan tâm? Công ty nhiều nhân viên như vậy, vì sao mỗi lần anh gặp chuyện luôn tìm mình? Đầu óc cô đúng là có vấn đề mới có thể chơi với anh lâu như vậy. Đường Vực, anh thật sự là có chút cặn bã đấy. Dạy dỗ Đường Vực xong Đường Hinh vẫn chưa hết giận. Đã chơi thì chơi tới bến luôn, thế là cô tiến lên cưỡng hôn anh. Nụ hôn này quả thật khiến Đường Vực không ngờ tới. Đường Hinh hôn xong liền tiêu sái rời đi. Tuy rằng giờ phút này Đường Vực có chút ngây dại, nhưng anh vẫn lo lắng cô sẽ nghĩ không thông, liền bảo Cao Hằng gọi điện thoại cho cô. Đường Hinh đương nhiên hiểu, cô bảo Cao Hằng chuyển lời tới Đường Vực, thịt đường tăng cô đã ăn qua, cũng chỉ bình thường thôi, không đáng để cô nghĩ quẩn. Sau khi về đến nhà, Đường Hinh che mặt khóc nức nở. Tuy không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Cô xé ảnh Đường Vực trên tường xuống, nhưng lại không nỡ vứt đi. Lúc này mẹ gọi video tới, cô đành phải lau khô nước mắt nghe máy. Mẹ cho cô xem ảnh chụp mấy chàng trai, thúc giục cô có thời gian về nhà xem mắt. Đột nhiên bà phát hiện mắt của con gái sưng đỏ như vừa khóc, liền gọi bố cô tới. Đường Hinh đành phải giải thích mình viết kịch bản đến đoạn ngược, kìm không được mà khóc. Mặc dù bố mẹ biết cô đang nói dối nhưng cũng không vạch trần, chỉ dặn dò cô phải chú ý sức khỏe. Bên này Đường Vực cũng thức trắng đêm không ngủ, nghĩ đến từng khoảnh khắc ở bên Đường Hinh, có chút hối hận vì mình trực tiếp cự tuyệt và làm tổn thương cô ấy. Hôm sau Đường Vực đi Malaysia công tác, tham dự lễ khai trương của rạp chiếu phim Thời Quang mới. Sau bữa tiệc tối, Hoắc Thần Đông trong lúc vô tình nhắc tới chuyện giữa Đường Vực và Đường Hinh. Anh ta có nhiều kinh nghiệm tình trường, cho nên đã xem xét thấu đáo tình huống của hai người. Thái độ của Đường Vực đối với Đường Hinh khiến anh có chút khinh thường, vì thế chỉ ra mấu chốt trong đó. Đường Hinh chỉ đơn giản là thích Đường Vực, chứ không phải vì tiền bạc hay là ngoại hình. Cô ấy là một người miệng cứng lòng mềm, tính khí bướng bỉnh. Người ta đã dám trực tiếp tỏ tình là rất dũng cảm rồi, anh còn phải bắt buộc yêu cầu người ta khóc lóc tỉ tê nói ra 100 lý do thích anh hay sao? Đường Vực nghe xong, không nói gì trở về phòng. Sau khi về nước, bóng dáng Đường Hinh luôn thoáng hiện ra trước mặt Đường Vực. Vì thế anh cố ý sắp xếp đến thăm trường quay, vừa đúng lúc Đường Hinh và đạo diễn đang thảo luận kịch bản. Đường Hinh tự nhắc nhở mình không nên sợ hãi, sau đó lại mượn kịch bản bắt đầu chỉ chó mắng mèo khiến Đường Vực đen mặt, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Đường Hinh xem như đã chút được giận, sau đó cô lại đến tìm Vưu Hoan tâm sự. Nhưng trong lòng cô lại không vui nổi, lúc này Đinh Đinh và bạn thân lại đến cửa hàng. Đường Hinh lập tức nâng cao sức chiến đấu, chuẩn bị chém Đinh Đinh một phen nữa. Đến lúc thanh toán, Đinh Đinh nhìn thấy hóa đơn siêu cao thì gọi điện cho anh trai bắt đầu châm chọc, nói rằng anh nhìn nhầm người rồi. Người tên Minh Trúc vốn dĩ không tốt đẹp như anh tưởng tượng, cô ấy đang vắt kiệt túi tiền của em đây này. Đường Vực biết Đường Hinh không phải là Minh Trúc, liền nói rõ với em gái, cũng bảo em gái cứ để cô ấy tùy ý vắt kiệt đi. Bởi vì anh nợ Đường Hinh, sau đó Đinh Đinh cũng không giấu giếm, trực tiếp đem thân phận của mình nói cho Đường Hinh biết. Điều này làm cho Đường Hinh có chút kinh ngạc. Vưu Hoan thấy vậy liền vội vàng đến giải vây, tặng cho Đinh Đinh một túi quà nhỏ, mới không làm cho bầu không khí quá xấu hổ. Sau khi tiễn Đinh Đinh, Đường Hinh lấy lại tinh thần, cô nhận ra Đường Vực nhất định đã biết thân phận của mình, nhưng vẫn cam tâm bị làm thịt. Nghĩa là anh ấy cảm thấy mắc nợ mình, nhưng cô lại không thích loại cảm giác này. Lúc này Lục Chi Hành hẹn Đường Hinh bàn chuyện ký hợp đồng bản quyền tiểu thuyết. Đường Hinh trải qua nhiều lần suy nghĩ,
cuối cùng quyết định bán bản quyền cho Lục Chi Hành. Lục Chi Hành nghe xong hưng phấn không thôi, xác nhận đi xác nhận lại yêu cầu cô không được nuốt lời. Sau đó hai người nhắc tới Đường Vực. Lục Chi Hành và Đường Vực là bạn đại học, anh còn đặt biệt danh cho Đường Vực là cá chua ngọt bởi vì Đường Vực thật sự rất thích ăn giấm. Trong lúc vô tình, Đường Hinh nghe nói Đường Vực biết làm cá quế chiên xù, cô đột nhiên nhớ tới khi đó nhìn thấy anh ấy nấu ăn, chẳng trách lại ra dáng chuyên nghiệp như vậy. Bên này Đinh Đinh Cải Trang cùng Hoắc Thần Đông gặp mặt. Hai người đều có tình cảm với nhau nhưng lại không ai nói rõ. Đường Vực biết rõ tính cách của bạn thân mình rất đa tình, lo lắng hắn sẽ đối xử không tốt với em gái. Bởi vì anh đã cảnh cáo Hoắc Thần Đông tránh xa Đinh Đinh ra, cho nên sau khi biết hắn và Đinh Đinh đi ăn tối, liền mượn cơ hội luyện quyền ở trên võ đài giáo huấn hắn một trận. Hôm sau, các đồng nghiệp trong ban biên kịch bàn tán xôn xao. Nghe nói Đường Vực muốn gia hạn hợp đồng với Tạo Một Giấc Mơ cho anh, ai cũng muốn tự tiến cử mình làm biên kịch chính của nó. Họ căn bản không hề biết Đường Hinh chính là tác giả của tiểu thuyết. Sau khi giám đốc Đỗ làm rõ, mọi người đều chạy tới chúc mừng Đường Hinh. Thế nhưng cô đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Thời Quang nữa. Cô đã tìm được ông chủ quay phim cho mình nên không làm phiền ông chủ Đường nữa. Sau khi Cao Hằng truyền lời này cho Đường Vực, khiến trong lòng anh vô cùng tức giận. Đã vậy buổi tối Đường Hinh còn đăng Weibo, nói mình đã quyết định đưa Tạo Một Giấc Mơ cho anh cho ông chủ Lục quay. Thế là fan của Đường Hinh lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm ông chủ họ Lục trong giới điện ảnh và truyền hình. Hôm sau Đường Vực tổ chức một cuộc họp, Thời Quang đã giành được bản quyền của tiểu thuyết khai cuộc, anh muốn hỏi xem có biên kịch nào hứng thú muốn phụ trách hay không. Thấy Đường Hinh không giơ tay, anh bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía cô. Nhưng câu trả lời của cô không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, khiến anh muốn nổi giận cũng không thể. Sau đó Đường Vực gọi Đường Hinh đến văn phòng, hỏi lý do cô không ký tiếp bản quyền. Cũng nói nếu cô ký tiếp hợp đồng mình sẽ lập tức chuyển thể thành phim. Nhưng Đường Hinh đã mất kiên nhẫn, nói thẳng tiểu thuyết của cô phủ bụi ở Thời Quang 4 năm nay còn chưa quay, có lẽ chính là vì không hợp. Cô không muốn anh miễn cưỡng bản thân, giống như cô và anh vậy, người không hợp nhau thì đồ anh cũng thấy chướng mắt. Đường Vực giải thích mình chưa từng chướng mắt với đồ của cô, đương nhiên cũng không thấy chướng mắt với con người cô. Không thích hợp và chướng mắt nó mang hàm ý khác nhau. Anh cũng nói lúc trước mình muốn dùng bộ khai cuộc để giải quyết vấn đề của công ty. Hiện giờ khai cuộc đã ký hợp đồng và bắt đầu chế tác, anh đã có thể tiếp tục hợp đồng và chuyển thể Tạo Một Giấc Mơ cho anh. Nhưng Đường Hinh đã quyết định rồi, lúc này anh giải thích nhiều hơn nữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, tác phẩm của cô muốn ký với ai thì ký. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Đường Vực bảo Cao Hằng hỏi thăm một chút, xem Đường Hinh bán bản quyền cho ai. Cao Hằng chỉ nghe nói cô ấy bán cho một ông chủ họ Lục. Ngay khi mọi người đang suy đoán về thân phận của ông chủ Lục, Lục Chi Hành chủ động đứng ra thừa nhận chính là mình. Sau đó anh gọi điện mời Đường Hinh ra ngoài nói chi tiết hợp đồng. Anh muốn cô xem xét tăng phí ký hợp đồng một chút, dù sao thì cuốn tiểu thuyết này của cô cũng rất hot. Nhưng Đường Hinh lại không coi trọng những chi phí này, bảo anh cứ giống như giá Thời Quang mua vào là được. Cái cô coi trọng là việc đưa tiểu thuyết lên màn ảnh hơn. Hôm sau bố Đường Hinh gọi video đến, ông đang vì hôn sự của con gái mà tan nát cõi lòng, một mình đến công viên xem mắt tìm kiếm con rể chất lượng cao. Đường Hinh bảo bố không phải lo lắng về chuyện của mình, nếu thuộc về mình muốn chạy cũng chạy không thoát. Bên này Đường Vực buồn bực đứng ở văn phòng, nhớ lại từng khoảnh khắc ở chung với Đường Hinh. Nghe nhân viên bên ngoài nói chuyện về Đường Hinh, nhắc tới cô ấy lâu rồi không còn chủ động đến đây nữa, điều này lại càng khiến anh phiền não không chịu nổi. Anh trực tiếp mặt đen đi ra, vừa vặn Cao Hằng cũng tới. Anh liền hỏi Cao Hằng hai kiểu quan hệ nam nữ phức tạp nhất là gì. Cao Hằng trả lời là anh rể và em vợ, còn có bạn thân và bạn trai của bạn thân. Kết quả câu trả lời này vừa vặn chạm vào vảy ngược của Đường Vực, khổ thân Cao Hằng lập tức lãnh hậu quả bị trừ hết tiền tăng ca tháng này. Buổi tối Đường Vực bắt đầu nhớ đến Đường Hinh, không biết bắt đầu từ khi nào nhớ nhung cô ấy đã trở thành một thói quen của anh. Nhưng anh gửi tin nhắn cô lại không trả lời. Đường Hinh đã hạ quyết tâm cứng rắn, cô không phải là người anh gọi thì đến đuổi đi thì đi. Nếu anh đã từ chối mình, vậy thì ngoại trừ trao đổi công việc cô cũng không muốn tiếp xúc với anh nữa. Đường Vực bị Đường Hinh lạnh nhạt, ngày hôm sau đi làm vẫn không nguôi giận. Cao Hằng tội nghiệp trở thành mục tiêu của anh. Đường Vực nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, sắp trừ sạch tiền tăng ca mấy năm tới của Cao Hằng luôn rồi. Sau một trận bới móc, Cao Hằng khẩn cầu Đường Vực buông tha cho mình. Nếu không anh sẽ phải tăng ca miễn phí 10 năm cho công ty mất. Bên này tổng biên tập Trần khen ngợi Đường Hinh sau khi vào đoàn làm phim rất xuất sắc, tổ đạo diễn cũng nhiều lần khen ngợi cô. Tổng biên tập Trần còn bảo cô chuẩn bị tốt độc lập phụ trách sáng tạo dự án, bà ấy dự định kịch bản tiếp theo sẽ tranh cho cô một suất đồng biên kịch. Đường Hinh cảm ơn ý tốt của đối phương, nhưng cô nói mình vẫn muốn quay Tạo Một Giấc Mơ cho anh. Sau đó Đường Vực gọi Đường Hinh tới, hỏi nguyên nhân cô rời khỏi tổ dự án. Đường Hinh nói việc của cô ở đoàn làm phim đều đã hoàn thành, trước khi rời đi cũng đã xác nhận với đạo diễn và tiếp theo cô dự định từ chức rời khỏi đây. Đây là điều Đường Vực không thể chấp nhận được. Anh hỏi cô thật sự muốn đi hay sao? Đường Hinh nói cô phải đi quay bộ phim của mình, dù sao cũng tốt hơn ở đây. Lẽ nào nhìn thấy cô anh không bất tiện hay sao? Ngược lại cô nhìn thấy anh cảm thấy rất không thoải mái. Nói xong cô liền rời đi. Lúc này Hoắc Thần Đông gọi điện thoại tới, nhắc nhở Đường Vực tham gia một buổi họp lớp. Tại buổi họp lớp, trước khi Lục Chi Hành đến, Đường Vực vẫn là tiêu điểm của các bạn học. Lục Chi Hành vừa đến liền chiếm mất vị trí trung tâm của anh. Đường Vực cũng không quan tâm chuyện này, chỉ là chuyện Đường Hinh từ chức giống như một cái xương cá kẹt ở trong cổ họng của anh.
hai người không tránh khỏi một phen đấu võ mồm. Sáng hôm sau, Lục Chi Hành gửi mẫu hợp đồng cho Đường Hinh, bên trong còn có lời mời cô gia nhập đoàn làm phim. Điều này khiến cô rất phấn khích, như vậy cô sẽ có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình, chuyển thể tiểu thuyết lên màn ảnh. Sau khi đến công ty, Đường Hinh gặp Đường Vực và Hoắc Thần Đông trong thang máy. Thấy hai người họ không nói lời nào, Hoắc Thần Đông đành phải làm người hòa giải, mời Đường Hinh ra ngoài ăn cơm. Đường Hinh lại nói mình chỉ đến công ty lấy chút đồ rồi sẽ đi ngay. Hoắc Thần Đông nghe vậy, trêu chọc nói sao cô có thể nói đi theo người khác là đi luôn thế, ông chủ Đường của cô vẫn còn ở đây này. Kết quả cô lại đáp con người ai cũng tìm đường lên mà. Những lời này thiếu chút nữa làm Đường Vực tức đến xì khói. Sau đó tại hầm đỗ xe, Đường Vực gọi Đường Hinh lại, nói nếu cô tiếp tục ký hợp đồng với Thời Quang, dự án sẽ được bắt đầu ngay lập tức, cô sẽ làm biên kịch chính. Hơn nữa anh sẽ là nhà sản xuất của cô, nhưng điều kiện là cô không được rời khỏi Thời Quang. Đường Hinh sững sờ, Đường Vực đây là chịu thua và lấy lòng cô. Rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì, là tiếc nuối tài năng hay là thích mình, trong lúc nhất thời cô không thể xác định. Cô nói với Đường Vực mình vẫn quyết định giao cho Lục Chi Hành, bởi vì cô cảm nhận được anh ấy thực sự thích tiểu thuyết của mình nên mới muốn chuyển thể thành phim. Hai người, một người làm kinh doanh, một người làm tác phẩm không giống nhau. Cô muốn giao tiểu thuyết của mình cho một người thật sự thích nó, mà Đường Vực ngay cả tiểu thuyết của cô cũng chưa đọc qua. Như vậy chúng ta không thích hợp để hợp tác. Hoắc Thần Đông bảo Đường Vực nếu thực sự muốn giữ lại Tạo Một Giấc Mơ cho anh thì có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ một chút. Bản quyền vẫn chưa hết hạn, lập tức thành lập tổ dự án là được rồi. Nhưng Đường Vực lại nói mình không muốn làm Đường Hinh khó xử. Sau khi về nhà, anh mở ra cuốn tiểu thuyết Đường Hinh tặng cho mình lúc trước. Trên trang bìa viết, mong cho quãng đời còn lại có người ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, cùng bạn ngắm trăm hoa rực rỡ. Lời tỏ tình này đã rất rõ ràng, Đường Vực hối hận vì phản ứng chậm chạp của mình. Nhất là khi gió thổi cuốn tiểu thuyết đến trang cuối cùng, Đường Hinh lại viết, xin chào Đường Vực, chào mừng anh đến với thế giới của em. Trong lòng anh lại càng hối hận đến tột cùng. Đinh Đinh trở thành fan của Đường Hinh, trực tiếp mua đặt 1.000 quyển tiểu thuyết của cô, sau đó lên Weibo tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng. Đường Hinh sau khi biết liền nhắn tin cảm ơn đối phương. Hôm sau, Đường Hinh đến tìm Đường Vực nộp đơn từ chức. Nhưng anh lại không đồng ý, bảo cô có thể đi hoàn thành việc bên đó rồi quay lại đây cũng được, không cần phải từ chức. Đường Hinh nói không cần, cũng nói anh từ chối mình cách xa anh một chút chẳng phải rất tốt hay sao, hay là anh thích người bám chặt không buông. Kết quả anh lại chỉ trích cô vô trách nhiệm, sự thích và không thích của cô có phải đến và đi nhanh quá rồi hay không. Nói là thích mình mới vài ngày liền đổi ý, Đường Hinh nói thích anh chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần nửa tháng đã đủ để quên rồi. Đường Vực giữ chặt cửa không cho Đường Hinh rời đi, nhưng anh lại không tìm được lý do rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể buông tay. Mà anh thì giống như quả bóng xì hơi mất tinh thần. Hôm sau tâm trạng của Đường Vực không tốt, ngay cả dì vệ sinh cũng cảm thấy sợ hãi. Hoắc Thần Đông hiểu được nỗi đau của anh, thấy vậy liền vội vàng tới an ủi. Thuận tiện nhắc tới chuyện doanh thu phòng vé của Ánh Sáng Ngày Mai không được tốt lắm, muốn dùng chuyện công việc để rời đi sự chú ý của Đường Vực. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Đường Vực điều chỉnh trạng thái bắt đầu tập trung vào công việc. Buổi tối trong bữa cơm, mẹ Đường Vực lại thúc giục con trai nhanh chóng tìm bạn gái. Đường Vực đành phải lấy chuyện của em gái và Hoắc Thần Đông ra để ứng phó, chỉ trích cô không thể kết giao với Hoắc Thần Đông. Về vấn đề này, cả bố mẹ đều ủng hộ Đường Vực. Đinh Đinh hơi bực mình, thế là liền nói với mẹ anh trai đã có người trong lòng. Hơn nữa người đó mẹ còn nhìn thấy ảnh rồi. Hôm sau Đinh Đinh ôm sách đến tìm Đường Hinh ký tên. Thấy Đường Vực gửi tin nhắn tới nói cũng muốn một quyển, cô liền bảo Đường Hinh tùy tiện viết cái gì cũng được. Bên này Hoắc Thần Đông phát hiện tâm trạng Đường Vực không tốt, liền thay đổi phương pháp kích thích đối phương. Hai người kéo nhau ra ngoài uống rượu. Hoắc Thần Đông mẫn cảm phát hiện Đường Vực thích Đường Hinh và đang đau khổ vì chuyện này. Vì thế khuyên Đường Vực lớn mật triển khai hành động. Sau khi về nhà, Đường Vực vẫn có chút không yên lòng. Cao Hằng gọi điện thoại hỏi chuyện ký hợp đồng ngày mai nhưng anh căn bản không nghe vào tai. Nhìn thấy Đường Hinh khoe nhận được bao lì xì bạn thân gửi tới trong vòng bạn bè, anh như được truyền cảm hứng, quyết định dùng bao lì xì để mở đường lấy lòng Đường Hinh. Nhưng ai ngờ anh gửi liền 6 bao lì xì cô đều từ chối không nhận. Điều này khiến anh vô cùng buồn bực. Lúc này Đinh Đinh đem sách mà Đường Hinh ký tên tới cho anh trai. Đường Vực nhìn thấy chữ ký trên trang bìa là một cái đầu heo thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Đường Hinh, muốn hỏi cô tại sao lại vẽ đầu heo. Đường Hinh đang tập yoga, mấy lần bị quấy rầy liền tức giận hỏi có phải Đường Vực bị điên hay không. Anh liền bảo cô nếu muốn mắng gì khác thì có thể mắng hết một lần, bởi vì bây giờ cô giống như một con nhím sù lông. Anh muốn đến gần cô thì phải để cô đâm vài cái trước. Đường Hinh nhấn mạnh nói mình hiện tại đã từ chức, nếu anh thật sự muốn người khác đâm anh thì có thể đi tìm nhân viên của mình. Nói xong liền dứt khoát cúp máy. Tâm tình Đường Vực buồn bực, nửa đêm gọi Hoắc Thần Đông tới. Hoắc Thần Đông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, anh ngờ đối phương chỉ muốn tìm mình học hỏi kinh nghiệm cô gái. Hoắc Thần Đông nói với Đường Vực, anh cảm thấy Đường Vực và Đường Hinh ở bên nhau rất thích hợp. Đường Vực không cho là như vậy, nhưng anh lại không tìm ra lý do gì để phản bác. Chỉ có thể nói rằng mình cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Hoắc Thừa Đông nói cô gái thật ra rất đơn giản, cứ chiều chuộng theo sở thích là xong việc thôi. Chẳng hạn lúc trước Đường Hinh giúp anh theo đuổi Minh Trúc, chẳng phải đã làm một bản kế hoạch theo đuổi tình yêu hay sao? Cái đó gọi là chiều chuộng theo sở thích. Đường Vực lập tức tìm ra, hy vọng từ đó tìm được cách thích hợp theo đuổi Đường Hinh. Anh làm theo cách trên,
bắt đầu ảo tưởng ra vô số bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của mình. Nhưng cái loại bộ dáng cau mày khom lưng này khiến anh nhất thời khó có thể tiếp nhận. Sáng hôm sau khi Đường Hinh tỉnh dậy, phát hiện khu bình luận Weibo của mình đang bùng nổ. Thì ra Đường Vực đã chia sẻ tin tức chuyển thể tạo một giấc mơ cho anh thành phim. Mọi người suy đoán anh là muốn giành lại bản quyền. Lục Chi Hành sau khi xem xong cũng có chút đứng ngồi không yên. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Đường Hinh xác nhận. Cô bảo anh cứ yên tâm, loại hành vi thay đổi thất thường này không phải tác phong của mình. Không lâu sau Đường Hinh đến phòng làm việc Lục Chi Hành, các nhân viên đều nhiệt liệt hoan nghênh. Phùng Trình thì hỏi cô một ít vấn đề chuyển thể nguyên tác, Đường Hinh cũng nhanh chóng bắt đầu công việc. Bên này, Cao Hằng báo cáo với Đường Vực số liệu nghiên cứu thị trường gần đây của studios của Lục Chi Hành. Bởi vì Đường Vực đang có ý định đầu tư vào studios đó, anh lo lắng bộ phim này của Đường Hinh sẽ gặp vấn đề về tài chính. Buổi trưa Lục Chi Hành chuẩn bị mời Đường Hinh và Phùng Trình ăn cơm, lại nhận được tin tức từ bệnh viện. Biên kịch Lão Vạn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Tin tức bất ngờ này khiến mọi người kinh ngạc. Đường Hinh cũng bởi vì Lão Vạn bị bệnh mà lo lắng cho tương lai của tạo một giấc mơ cho anh. Viu Hoan và Đinh Đinh chỉ có thể ở một bên an ủi cô. Lúc này Viu Hoan nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Đinh Đinh cũng không tốt, đoán cô là bởi vì Hoắc Thần Đông có bạn gái mới mà buồn rầu. Đúng lúc đó Hoắc Thần Đông đưa theo bạn gái tới mua quần áo, Đinh Đinh chủ động nhận nhiệm vụ tiếp đón. Quần áo của Viu Hoan đúng là từ kiểu dáng đến chất lượng đều rất cao cấp, bạn gái của Hoắc Thần Đông rất thích. Nhưng cuối cùng lúc tính tiền cô ta thấy giá hơi cao, vì thế khuyên Hoắc Thần Đông không mua nữa. Tuy nhiên đối mặt với Đinh Đinh và Đường Hinh, Hoắc Thần Đông sao có thể mất mặt như vậy, vẫn cắn răng quét mã thanh toán. Sau khi ra ngoài, bạn gái thấy Đinh Đinh cư xử kỳ lạ, cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và Hoắc Thần Đông không tầm thường. Hoắc Thần Đông đành phải giải thích cô ấy là em gái của bạn thân, từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Nhưng bạn gái lại nói anh coi người ta là em gái, người ta chưa chắc đã coi anh là anh trai. Mà Đinh Đinh chém được Hoắc Thần Đông một vố, cũng coi như đã trút được giận. Sau đó trên đường về, cô lại thuyết phục Đường Hinh mang tiểu thuyết quay trở lại điện ảnh thời quang. Nhưng Đường Hinh vẫn kiên trì đem tác phẩm giao cho người hiểu biết, mà Lục Chi Hành chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cô cũng tiết lộ mình dự định mua nhà ở gần studios của Lục Chi Hành. Đinh Đinh nghe xong liền ghi nhớ, cũng đồng ý giúp đối phương tìm một căn nhà. Hôm nay Đường Hinh tới thời quang làm thủ tục nghỉ việc, Đường Vực cố ý gọi cô tới văn phòng, nói mình đã biết chuyện biên kịch Lão Vạn bị bệnh, như vậy việc thu hút đầu tư có thể sẽ gặp phải vấn đề. Anh khuyên cô mang theo tạo một giấc mơ cho anh trở về thời quang, ít nhất về mặt đầu tư có thể được bảo đảm. Đường Hinh đối mặt với Đường Vực thay đổi như thế, trong lúc nhất thời có chút ngây người, suy đoán anh rốt cuộc là thật hay giả. Đường Vực nói đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mình đọc từ đầu đến cuối, anh rất có hứng thú với nội dung. Ngay khi anh đang chuẩn bị cùng cô thảo luận nội dung, Cao Hằng lại không đúng lúc gõ cửa. Đường Hinh cảm thấy thời cơ đã đến, liền đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi đi còn nói nếu anh thật sự thích tiểu thuyết này đến thế, thì sau khi quay phim xong mình sẽ bao dạp mời mọi người đến xem. Đường Vực chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Lúc này Lục Chi Hành gọi điện thoại tìm Đường Hinh, để cô và Phùng Trình cùng đảm nhiệm vai trò biên kịch chính của bộ phim này. Đường Hinh có chút kích động, cam đoan sẽ dốc hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình. Sau đó Lục Chi Hành nhắc tới chuyện thời quang muốn đầu tư. Đường Hinh có chút nghi hoặc, nhưng tình cảm cá nhân và lợi ích công ty cô vẫn phân biệt rõ ràng. Cô bảo Lục Chi Hành không cần suy nghĩ đến cảm nhận của mình, cứ bàn bạc đi, nếu điều kiện thích hợp thì có thể hợp tác. Hôm sau Đường Hinh đi làm, vừa hay gặp Đường Vực đến bàn chuyện hợp tác. Cô cảm thấy khó hiểu vì hành vi như vậy của anh, tiểu thuyết của cô phủ bụi 4 năm ở thời quang, cầu xin anh sản xuất anh cũng không ngó ngàng. Đến khi mình muốn rời đi lại chạy tới nói muốn đầu tư, là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, hay là muốn tìm cách dây dưa với mình. Sau đó Lục Chi Hành đi tới, mọi người liền cùng nhau đi ăn. Đường Vực đưa ra điều kiện rất hậu đãi cho Lục Chi Hành, nhưng Lục Chi Hành vẫn do dự. Phùng Trình nhìn ra manh mối trong đó, cảm thấy anh chính là thích Đường Hinh. Lục Chi Hành thế thốt phủ nhận, nói mình chỉ là nhận ra Đường Hinh không tình nguyện. Ngành điện ảnh không thiếu đầu tư, anh không muốn khiến cô ấy khó xử. Đường Vực về đến nhà, liên tưởng đến sự lạnh lùng của Đường Hinh đối với mình và hành động quan tâm của Lục Chi Hành với cô ấy, trong lòng không khỏi phiền não. Anh hoài nghi mình có phải đang ghen hay không. Kết quả ngay giây sau Đinh Đinh liền xuất hiện trước mặt anh, hỏi anh đang ghen với ai thế. Đường Vực ngửi được cô vừa uống rượu, thế là lập tức trút giận lên người cô, bảo cô ngừng những suy nghĩ không phù hợp với thực tế, ngày mai phải đến điện ảnh thời quang làm việc. Đinh Đinh đồng ý, cô cũng tiết lộ với anh trai chuyện Đường Hinh chuẩn bị mua nhà, Đường Vực bắt đầu động não lên kế hoạch. Ngày hôm sau, Đường Hinh xem được một căn nhà khiến cô vô cùng hài lòng. Vốn tưởng rằng nó phải đắt lắm, không ngờ người môi giới lại nói giá nhà nằm trong phạm vi dự toán của cô. Đường Hinh thấy thế không nghĩ nhiều liền chốt luôn, lập tức làm thủ tục mua nhà. Bởi vì ngôi nhà này chỉ cần xách hành lý tới là có thể ở, nên cô nhanh chóng tiến hành chuyển nhà. Đường Vực còn chủ động tới cửa giúp sửa sang lại. Kết quả Đường Hinh không hề cho anh sắc mặt tốt, thậm chí một ngụm nước cũng không cho anh uống. Đường Vực chủ động đòi nước, cầm lấy chai nước cô đã uống qua. Đường Hinh nhớ tới liền đi qua ngăn cản, lại vô tình đẩy Đường Vực ngã xuống sofa. Tư thế của hai người có chút mập mờ, khiến Đường Hinh có chút bối rối. Đối mặt với sự xấu hổ của Đường Hinh, Đường Vực nhắc tới lần trước ở văn phòng cô vừa cắn vừa gặm mình gần 3 phút, bây giờ uống chung một chai nước thì đã sao. Sau đó Đường Vực hỏi cô khăn lông ở đâu.
Anh để ý vừa rồi cô chuyển đồ bị sai tay, nên chu đáo lấy đá lạnh trường cho cô. Điều này khiến đầu óc Đường Hinh lại bắt đầu rối loạn. Buổi chiều Đinh Đinh tan làm đến tìm Đường Hinh, lại phát hiện xe của anh trai mình cũng đỗ ở đây. Vì thế đi lên hỏi Đường Hinh, lại bất ngờ phát hiện Đường Vực mua nhà ngay bên cạnh. Đinh Đinh lập tức chạy theo anh trai chất vấn, Đường Vực đành phải nói ra sự thật. Sau khi anh nghe tin Đường Hinh muốn mua nhà, đã gọi điện thoại cho anh họ làm bên bất động sản yêu cầu mua 2 căn liền kề. Anh họ nghe nói anh muốn theo đuổi con gái, không chút do dự đồng ý ngay. Đinh Đinh đại khái hiểu rõ tình huống, liền vội vã đi tới nhà Đường Hinh báo cáo. Cô khẳng định anh trai mình thích Đường Hinh, bằng không sao lại từ bỏ biệt thự không ở, chạy tới làm hàng xóm của cô. Huống hồ căn nhà như này thật sự rất khó tìm, hơn nữa giá cả cũng sẽ không rẻ như vậy. Điều này càng có thể nhìn ra tâm tư của Đường Vực. Sau đó đám bạn thân đến, mấy người cùng nhau liên hoan mừng tân gia. Bọn họ uống chút rượu, Đinh Đinh uống nhiều hơn, tự tin nói mình có đường lui. Mà đường lui của cô chính là ở nhà anh trai. Nhưng Đường Vực lại gọi người đưa cô về, sau đó anh gõ cửa muốn nói chuyện với Đường Hinh, nhưng Đường Hinh không đáp lại. Hết cách anh đành phải gọi điện thoại cho cô, hỏi có phải bắt nạt cô một lần thì khó có thể làm nóng lại mối quan hệ hay không. Đường Hinh không trả lời, mà là buông điện thoại xuống, hai người cách một cánh cửa nói chuyện. Đường Hinh nói bố cô đặt cho cô một biệt danh là thổ phỉ. Hồi nhỏ cô rất nhát gan sợ chuyện, có chuyện gì xảy ra đều là do bố ra mặt. Sau đó lớn dần tính cách cô cũng dần thay đổi, ai bắt nạt cô liền trực tiếp gây khó dễ cho người đó. Mọi người đặt cho cô biệt danh Tiểu Bá Vương, bố cô cảm thấy biệt danh này không tệ. Thổ phỉ không ai dám ức hiếp, mà Tiểu Bá Vương cũng không bao giờ chịu thiệt. Đường Vực nghe xong dường như đã tìm được đáp án, anh dịu dàng nói với Đường Hinh một câu chúc ngủ ngon rồi quay đầu về nhà. Sáng hôm sau Đường Vực bắt đầu bận rộn, chuẩn bị làm bữa sáng cho Đường Hinh. Thậm chí ngay cả trứng chiên có hình dạng xấu cũng không được. Anh cứ chiên hết lần này đến lần khác, hamburger cũng phải có phong cách. Sau đó anh nhìn qua cửa một hồi không thấy Đường Hinh đi ra, đành phải rón rén đến trước cửa nhà cô ấy nghe lén. Sau khi nghe thấy động tĩnh bên trong anh vội vàng chạy về nhà, rồi giả vờ như tình cờ ra cửa. Trong thang máy, Đường Vực cưỡng ép đem bữa sáng tình yêu tặng cho Đường Hinh, còn tuyên bố lần này đổi thành mình đuổi theo cô. Đường Hinh sững sờ giây lát, sau đó hỏi anh là vì thật sự không ngờ tới mình sẽ rời xa anh cho nên không cam tâm, hay là không có mình suốt ngày bám lấy anh nên anh không quen. Cuối cùng cô nói thẳng, nếu anh không tiếp tục dây dưa với mình nữa, cô rất nhanh sẽ ổn. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không có ai rời xa ai thì không sống tiếp được. Cô không phải là thứ anh gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Dứt lời cô liền xoay người đi ra khỏi thang máy. Sau khi đến studio, Lục Chi Hành nói với Đường Hinh lịch làm việc của diễn viên Chu Gia Lộ đã kín, bọn họ chỉ có thể chọn lựa người mới trong học viện điện ảnh. Mặt khác Cao Hằng báo cáo với Đường Vực, người quản lý của Chu Gia Lộ yêu cầu hủy hợp đồng, lý do là để điều chỉnh trạng thái. Nhưng nguyên nhân thực sự là Lục Chi Hành đang mời cô ta đóng nữ chính trong Tạo Một Giấc Mơ cho anh. Bên đó là nữ chính, bên này chỉ là nữ phụ, cô ta muốn đóng cũng là bình thường. Đường Vực nghĩ đến tình huống của Đường Hinh, quyết định đồng ý hủy hợp đồng với Chu Gia Lộ. Người quản lý lập tức đem tin tức tốt này nói cho Chu Gia Lộ. Nhưng cô ta lại có chút do dự, lo lắng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Đường Vực. Quản lý an ủi cô, đồng thời cũng khuyên cô đừng nghĩ đến việc làm Đường phu nhân nữa. Cô đã tạo ra biết bao scandal với Đường Vực, nhưng anh ta đâu có thèm ngó ngàng đến cô. Buổi tối Đường Hinh đi tham gia party, kết quả uống đến say mềm. Vưu Hoan đành phải gọi điện thoại tìm Đường Vực và Hoắc Thần Đông, bảo bọn họ đến đón Đường Hinh và Đinh Đinh. Đường Vực gọi người đến đưa em gái về nhà, còn mình thì đưa Đường Hinh về nhà. Sáng hôm sau Đường Hinh tỉnh dậy, lại bất ngờ nghe thấy Đường Vực gõ cửa phòng ngủ của mình. Điều này khiến cô hoảng sợ, không nghĩ tới anh sẽ ở trong nhà của mình. Nhớ lại chuyện tối qua lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi ra ngoài, cô hỏi anh có phải nhìn trộm mật mã nhà mình hay không. Mà Đường Vực đã làm xong bữa sáng, đang ngồi uống cà phê chờ cô. Một bộ dáng thản nhiên tự đắc, rõ ràng là coi nơi này là nhà của mình. Đường Hinh mắng anh vài câu, nhưng dù sao anh cũng tốt bụng đưa mình về, cô cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề. Lúc này Đường Vực bởi vì có chuyện chuẩn bị rời đi, trước khi đi nhắc nhở cô suy nghĩ thật kỹ chuyện quay về thời quang. Nói rằng mình sẽ tận lực giúp cô hoàn thành ước nguyện. Hơn nữa còn bảo cô đổi mật mã khóa cửa, dùng sinh nhật của mình không an toàn. Đường Hinh đen mặt, chẳng phải vừa nãy anh nói anh không biết hay sao. Để công bằng, Đường Vực nói với cô mật khẩu nhà mình cũng là sinh nhật cô. Sau khi Lục Chi Hành đến studio trực tiếp tìm Phùng Trình. Phùng Trình không ngừng khen ngợi năng lực của Đường Hinh, nói Lục Chi Hành lần này xem như nhặt được báu vật. Lục Chi Hành thì nói mình nhìn chúng chính là năng lực chưa từng được mài rũa này của Đường Hinh, không có quá nhiều quy tắc ràng buộc giống với đám người Phùng Trình. Sau đó Lục Chi Hành vui vẻ mời Phùng Trình đi xem phim. Mặc dù Phùng Trình đã đồng ý, nhưng khi nghe nói Đường Hinh cũng đi liền cho hai người leo cây, muốn tạo không gian riêng cho họ. Lục Chi Hành và Đường Hinh xem phim xong đi ra vui vẻ thảo luận vấn đề. Cảnh này bị bạn thân của Đinh Đinh nhìn thấy và chụp lại. Mà Đường Vực bên này một ngày không có tin tức của Đường Hinh, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Vì thế chủ động bắt chuyện với cô, thế nhưng chưa đợi được cô trả lời, lại nhận được ảnh em gái gửi tới. Thấy Lục Chi Hành và Đường Hinh cử chỉ thân mật, khiến anh cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Sáng hôm sau, Đinh Đinh nghe nói công ty triển khai quản lý nghệ sĩ, lại còn giao cho Hoắc Thần Đông phụ trách. Điều này khiến cô lo lắng sẽ thúc đẩy cái tính trăng hoa của anh ta,
nhất định muốn đi theo họ đến học viện điện ảnh tìm diễn viên có tiềm năng. Mà Đường Hinh cùng Lục Chi Hành và Phùng Trình cũng chuẩn bị đến học viện điện ảnh chọn diễn viên. Trên đường đi, người quản lý của Chu Gia Lộ gọi điện thoại cho Lục Chi Hành, nói cô ta đã trống lịch trình muốn hỏi chuyện diễn vai nữ chính. Nhưng Lục Chi Hành chỉ nói mình sẽ suy nghĩ lại một chút. Anh rất phản cảm với loại diễn viên không tuân thủ hợp đồng này, cho nên nếu không tìm được diễn viên khác thì mới xem xét đến cô ta sau. Sau khi đến học viện điện ảnh, ba người chọn diễn viên không thuận lợi lắm. Không ai có thể lọt vào mắt họ, người cuối cùng cũng ổn nhưng lại bị Lục Chi Hành phủ nhận. Ba người thất vọng đi ra ngoài, đúng lúc này Lục Chi Hành bất ngờ bị một mỹ nữ thu hút. Khí chất trong sáng và xinh đẹp của cô ấy nhất thời khiến anh sững sờ tại chỗ. Anh lập tức đi tới muốn làm quen, Đường Hinh nhìn thấy cũng vội vàng đuổi theo, thì ra người đẹp này chính là Đinh Đinh. Nghe Lục Chi Hành định mời Đinh Đinh diễn vai nữ chính, Đường Hinh cũng đồng ý, cô cảm thấy Đinh Đinh quả thực rất phù hợp. Nhưng Đinh Đinh dù sao cũng chưa từng đóng phim, cũng không phải xuất thân chính quy, cô không khỏi có chút do dự. Lúc này Đường Vực bận rộn xong liền đi tới. Anh luôn không thích Lục Chi Hành, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đối phương và Đường Hinh rất thân thiết, trong lòng lại càng thêm ghét. Nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em gái mình. Nếu cô ấy muốn làm diễn viên, như vậy anh càng nên đầu tư vào bộ phim này. Mà Đinh Đinh cũng không lập tức đồng ý, nói mình phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đường Hinh sau khi xác nhận Đinh Đinh phù hợp với hình tượng của nữ chính, liền bắt đầu hành trình vận động hành lang. Với sự hợp tác của Lục Chi Hành, Đinh Đinh nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng. Cao Hằng thấy Đường Vực dầu dĩ vì chuyện theo đuổi Đường Hinh, vì thế liền khuyên anh đừng mạnh mẽ quá, có thể dùng khổ nhục kế. Đường Vực ngoài mặt khinh thường loại hành vi này, nhưng quay đầu lại liền ở nhà cố ý uống rượu. Sau đó mượn hơi rượu gõ cửa nhà Đường Hinh. Đường Hinh muốn anh trở về, nhưng anh lại mặt dày trả lời đây cũng là nhà của mình. Cô muốn đẩy anh ra, kết quả thắt lưng anh lại đụng vào tay nắm cửa. Lần này anh lại càng có lý do để ở lại. Đường Hinh hết cách chỉ đành đỡ Đường Vực ngồi xuống, miệng lẩm bẩm nói không phải ngày thường tửu lượng của anh rất tốt sao, sao hôm nay lại uống thành cái dạng này. Lúc này Đường Vực lại giả vờ đau dạ dày, muốn Đường Hinh xoa xoa bụng cho mình. Còn rất tự nhiên nắm lấy tay cô không chịu buông ra. Đường Hinh vất vả lắm mới tách tay anh ra, cũng nhận ra anh dường như đang giả vờ, liền kéo anh lên muốn dìu anh trở về. Kết quả Đường Vực ngã xuống sofa ngủ thiếp đi. Đường Hinh bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng khi cô nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Đường Vực, vẫn nhịn không được lẩm bẩm chàng trai đẹp trai thế này, một mình uống rượu bên ngoài rất nguy hiểm. Sau đó cô lấy chăn đắp lại cho anh rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau Đường Vực tỉnh lại, liền thấy Đường Hinh vẻ mặt tươi cười ngồi đối diện. Cô rất bình tĩnh vạch trần anh, bảo anh diễn tốt như vậy làm nhà sản xuất làm gì, ra mắt làm diễn viên luôn đi. Đường Vực liền hỏi lại vì sao cô lại phát hiện ra thế. Đường Hinh liền chỉ vào camera trong góc, thì ra chính nó đã bán đứng anh. Ngay sau đó Đường Vực bị Đường Hinh đẩy ra cửa, đúng lúc Đinh Đinh vừa hay đi đến. Cô hiểu lầm hai người đã xảy ra chuyện gì, Đường Hinh vội vàng kéo cô vào trong nhà, giải thích rằng hai người không có gì xảy ra, trẻ con đừng nghĩ lung tung. Tiếp theo, cô đem kịch bản mình viết 3 năm trước đưa cho Đinh Đinh xem. Đây là tác phẩm luyện tay sau khi cô viết xong tiểu thuyết dự định chuyển thể thành phim. Cao Hằng sáng sớm đã nhận được tiền thưởng của Đường Vực, đây là phần thưởng cho ý kiến tốt của hắn hôm qua. Sự thật chứng minh khổ nhục kế thật đúng là không tệ, ít nhất cũng làm dịu đi quan hệ giữa anh và Đường Hinh. Buổi tối Đường Vực từ chỗ em gái lấy được kịch bản 3 năm trước của Đường Hinh, anh đã đọc nó suốt đêm, cảm thấy quả thật viết không tệ. Sáng hôm sau, Đường Vực và Đường Hinh tình cờ gặp nhau ở cửa. Anh liền đưa bữa sáng cho cô, để cô nếm thử hương vị mới. Cả hai bước vào thang máy, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sau khi phục hồi tinh thần hai người lại cùng nhau bấm thang máy, kết quả hai tay chạm vào nhau. Đường Vực hỏi Đường Hinh, phần gạch xóa cuối kịch bản của cô là gạch đi cái gì thế? Nghe vậy Đường Hinh lập tức ý thức được Đường Vực đã xem kịch bản mình viết, lập tức đưa tay ra đòi lại. Đường Vực lại nói thật ra kịch bản đó rất tốt, có thể kết hợp với kịch bản của hiện tại. Còn khích lệ cô phải tự tin một chút, chẳng phải cô là tiểu bá vương hay sao? Mà Lục Chi Hành và Phùng Trình cũng đã xem qua kịch bản đó của Đường Hinh, họ đều cảm thấy nó rất tốt, có thể lấy bản này làm nền tảng rồi sửa lại cốt truyện. Thế nhưng ngay khi mọi người bận rộn chuẩn bị cho bộ phim này, Đinh Đinh lại truyền đến một tin tức không tốt. Một blogger tuyên bố tiểu thuyết Tạo một giấc mơ cho anh của Đường Hinh đạo nhái một cuốn sách tên là Nhất niệm tam sinh. Lúc đầu Đường Hinh không quan tâm, cho rằng đó là cách mà các blogger muốn đổi lấy traffic. Nhưng sau đó càng xào càng mạnh, thậm chí gây nguy hiểm cho việc quay phim và đầu tư. Ban giám đốc của điện ảnh Thời Quang thảo luận sôi nổi về vấn đề đầu tư. Người bảo thủ lấy ổn định làm chủ, phái cấp tiến lấy Đường Vực làm đại diện, suy nghĩ từ góc độ quần chúng cùng và mở rộng con đường tương lai. Hai bên bất đồng ý kiến tranh chấp không ngừng. Lúc này truyền đến tin tức tiểu thuyết bị tình nghi đạo nhái, Đường Vực chỉ có thể tạm dừng biểu quyết, sau khi điều tra xong mới quyết định. Tiểu thuyết của Đường Hinh cũng vì cơn bão này mà bị loại khỏi kệ sách. Cùng với những lời bàn tán của các đồng nghiệp khiến Đường Hinh vô cùng khó chịu, nước mắt không tự chủ chảy xuống. May mà Đinh Đinh đến kịp lúc, kéo cô đi tham gia bữa tối an ủi của Đường Vực. Sự chu đáo của Đường Vực khiến tâm trạng Đường Hinh chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Sau khi Cao Hằng điều tra, phát hiện ra là điện ảnh Đại Giang ở sau lưng giở trò. Vì thế ngày hôm sau Đường Vực liền cùng Châu Giang tiến hành đối đầu trực diện. Nhưng Châu Giang cũng không chịu lùi bước, vì vậy Đường Vực liền bắt đầu suy nghĩ làm sao phá vỡ cục diện này. Sau khi về nhà, một câu nói của bố khiến anh hiểu ra, nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Hôm sau Đường Vực lại triệu tập hội đồng quản trị, anh bất chấp sự phản đối của mọi người, tuyên bố nếu dự án đầu tư Tạo Một Giấc Mơ cho anh sinh ra bất kỳ tổn hại nào, mình sẽ từ chức ngay lập tức. Đường Hinh vì tiểu thuyết bị tình nghi đạo nhái mà buồn bã, dẫn đến trong cuộc họp cũng không còn tâm tư đưa ra ý kiến. Lục Chi Hành thấy vậy dứt khoát cho cô nghỉ dài hạn để thư giãn. Đường Hinh quyết định nhân cơ hội này về nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ sau khi biết tin con gái trở về thì vô cùng vui mừng. Mẹ quan tâm đến chuyện cô thất tình lúc trước, bố lại càng để ý đến tâm trạng của cô hơn. Sau khi về nhà, Đường Vực liền gửi tin nhắn tới, bảo cô hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại sẽ do anh xử lý. Điều này khiến trong lòng Đường Hinh cảm thấy rất ấm áp. Lúc này bố gọi Đường Hinh vào phòng, cho cô xem sổ ghi chép của mình. Mỗi lần ông đọc xong mấy chương tiểu thuyết của con gái liền viết ra cảm nhận của mình vào sổ. Đường Hinh cảm động rơi lệ, cô biết bố mẹ đều đã xem qua Weibo của mình, cũng đều lo lắng cho cô, nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào. Chỉ có thể dùng phương pháp này để cổ vũ cô. Sáng hôm sau, Đinh Đinh gọi điện thoại cho Đường Hinh, đem chuyện Đường Vực lập quân lệnh trạng ở cuộc họp cổ đông nói cho cô biết. Đường Hinh vô cùng lo lắng Đường Vực sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng, vì thế cô vội vã từ nhà trở về tìm anh, khuyên anh đừng quá bốc đồng. Đường Vực nói anh tin em, nên muốn cho cả thế giới đều nhìn thấy anh tin em. Nhưng quyết định đầu tư không liên quan gì đến việc anh có theo đuổi cô hay không. Đây là tầm nhìn của một nhà đầu tư và cũng là một nhà sản xuất. Anh tin rằng dự án này có thể giúp Thời Quang kiếm ra tiền. Vì vậy anh không dùng cách này để có được nụ cười của cô. Đường Hinh nghe xong không khỏi có chút thất vọng, nhưng cô vẫn nói ra lo lắng của mình. Lỡ như đầu tư thua lỗ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Đường Vực ngắt lời cô, không có lỡ như gì cả. Nếu cô thật sự sợ thì quay về viết kịch bản thật tốt, những việc khác cứ giao cho anh. Bên này Đinh Đinh và Hoắc Thần Đông ra ngoài ăn cơm. Hai người phát hiện Đường Vực lấy danh nghĩa điện ảnh Thời Quang kiện tất cả các tài khoản công khai bôi nhọ Đường Hinh. Xem ra lần này anh ấy muốn cứng rắn đến cùng rồi. Hôm sau mấy người cùng phân tích tình hình hiện tại. Đường Vực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, như vậy sẽ chiếm ưu thế trong cạnh tranh với Đại Giang. Đường Hinh lại đề cập đến lúc đầu cô nghĩ ra cốt truyện này là nhờ vào một giấc mơ, cô cảm thấy khó hiểu vì sao đối phương lại cũng có thể nghĩ đến cốt truyện này. Đường Vực cũng cảm thấy nghi ngờ về chuyện này. Bình thường mà nói cho dù là trùng cốt truyện cũng sẽ không trực tiếp vu cáo đối phương đạo nhái, trừ phi là hắn chột dạ. Tuy nhiên thời gian công bố của Nhất Niệm Tam Sinh đúng là sớm hơn Tạo Một Giấc Mơ cho anh. Đường Vực vì vậy suy đoán tác giả này rất có thể chính là người bên cạnh Đường Hinh. Thông qua điều tra của Đường Vực, phát hiện tác giả của Nhất Niệm Tam Sinh là Tôn Khiết Bình, bạn cùng lớp đại học với Đường Hinh. Đường Hinh liền kết luận là cô ta nhặt được bản thảo của mình, bởi vậy cô nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Đường Vực cũng hoàn toàn ủng hộ cô. Sau đó Đường Hinh đăng Weibo nói mình đã tìm được bản thảo và trong vòng 3 ngày sẽ sắp xếp lại, chứng minh sáng tác của cô trước Nhất Niệm Tam Sinh. Còn Đường Vực thì bảo Hoắc Thần Đông đem tin tức này tiết lộ cho Châu Giang. Hoắc Thần Đông lúc này mới hiểu được, thì ra Đường Vực và Đường Hinh liên thủ thiết lập một cái bẫy để đối phương chui vào. Quả nhiên rất nhanh Châu Giang liền đến tìm Tôn Khiết Bình. Tuy rằng cô ta nhiều lần nhấn mạnh Đường Hinh chắc chắn không có bản thảo gốc, nhưng Châu Giang vẫn không yên tâm. Ông ta bảo Tôn Khiết Bình đăng bản thảo gốc lên để chứng minh bản thân. Điều này vừa vặn trúng kế sách của Đường Hinh, bởi vì bản thảo kia chính là do năm đó cô đánh rơi. Sau đó Đường Hinh và Đường Vực quyết định hẹn gặp Tôn Khiết Bình. Thế nhưng cô ta sống chết không chịu thừa nhận đạo nhái. Đường Hinh liền lấy ra chứng cứ, đó là chữ ký do Vu Hoan thiết kế cho cô. Mà trùng hợp trên bản thảo cũng có chữ ký này. Tôn Khiết Bình thấy đại cục đã định, hơn nữa lại thấy Đường Vực muốn kiện mình. Vì thế liền khẩn cầu Đường Hinh buông tha cho mình. Đường Hinh có chút mềm lòng, khuyên Đường Vực không kiện Tôn Khiết Bình ra tòa. Cô không muốn khiến chuyện này ồn ào huyên náo, thậm chí vượt qua nhiệt độ của tiểu thuyết. Sau đó Tôn Khiết Bình phát biểu xin lỗi trên Weibo, Đại Giang cũng hủy hợp đồng với Nhất Niệm Tam Sinh. Mọi chuyện coi như đã kết thúc, mọi người tổ chức ăn mừng thắng lợi, sau đó toàn tâm toàn ý vào việc chế tác phim. Buổi tối trở về, Đường Vực tìm đủ loại cớ để tăng thời gian đến nhà Đường Hinh, thậm chí còn nảy sinh tình yêu với con mèo mà trước đây anh không bao giờ quan tâm. Đường Hinh nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cứ để mặc cho anh diễn. Đường Vực muốn xem nội dung kịch bản của Đường Hinh nhưng lại bị cô che lại không cho xem. Anh nói mình đã đầu tư tiền, vẫn còn không cho xem hay sao? Đường Hinh nói bởi vì nó còn chưa đủ tốt, Đường Vực lại nói mỗi một tác phẩm đều giống như con của tác giả. Cho nên cô nhất định phải có lòng tin, tác phẩm này không chỉ là con của cô mà còn là con của mình. Cho nên anh tin tưởng cô nhất định có thể làm tốt hơn. Đinh Đinh lo lắng về diễn xuất của mình, vì thế tìm Hoắc Thần Đông nhờ anh ấy giúp tìm cho mình một giáo viên dạy diễn xuất. Thế nhưng anh cũng không xem trọng cô, cảm thấy cô chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hoắc Thần Đông đề xuất một giải pháp có thể giải quyết tận gốc phiền não của cô, chính là từ bỏ suy nghĩ làm diễn viên không thực tế này đi. Đồng thời bố mẹ Đinh Đinh đối với chuyện cô muốn làm diễn viên cũng không hài lòng lắm, thay nhau thuyết phục cô từ bỏ. Nhưng Đinh Đinh đã quyết định rồi, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ làm diễn viên, cho dù là chịu khổ vất vả cô cũng không sợ. Mà Đinh Đinh mặc dù bận rộn nhưng vẫn không quên giúp đỡ anh trai cô gái. Vài ngày nữa là đến sinh nhật của cô nói với Đường Vực lần này phong cách trang phục nhóm của chị em cô là công chúa ngọt ngào. Thế là để có thể phối hợp với quần áo của Đường Hinh, Đường Vực tìm mọi cách thu thập thông tin. Cuối cùng ở nhà Đường Hinh thấy được kiểu dáng lễ phục cô muốn mặc.
Sau khi về nhà, Đường Vực bắt đầu trình diễn trang phục cá nhân, rốt cục chọn ra bộ lễ phục có thể phối hợp với trang phục của Đường Hình. Nhưng khi anh đi đón cô ấy thì lại sững sờ vì cô không mặc bộ lễ phục đó. Thì ra bộ lễ phục đó là của Vưu Hoan gửi cho Đường Hình. Nhưng cũng may bộ này của Đường Hình kết hợp với bộ đồ của anh lại càng thích hợp. Sau đó hai người cùng nhau đến tham dự dạ tiệc sinh nhật Đinh Đinh, giành được sự chú ý của mọi người. Đinh Đinh còn thầm nghĩ hai người này đóng vai ông bà Smith đến nghiện luôn rồi. Mẹ Đường Vực muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho con trai, còn dẫn luôn đến bữa tiệc. Tuy nhiên Đường Vực nói thẳng cô gái mình đang theo đuổi hôm nay cũng đến đây, nói xong liền chỉ Đường Hình cho mẹ xem. Bà lập tức muốn tiến lên chào hỏi lại bị Đường Vực ngăn cản. Anh nói mình còn chưa theo đuổi được đâu, mẹ dọa người ta chạy mất thì làm sao. Vì thế mẹ Đường Vực chỉ đành cùng chồng đánh giá Đường Hình từ xa. Hai ông bà đều rất hài lòng với cô con dâu tương lai này. Lúc này Đinh Đinh nhắc nhở Đường Hình, đối tượng mới mà mẹ giới thiệu cho anh trai cũng đến hiện trường. Đường Hình giả vờ như không quan tâm, kỳ thật trong lòng cũng rất rối rắm. Sau đó Đường Vực đi đến, anh chủ động giúp Đường Hình lấy chút đồ ăn, không cho cô tiếp tục uống rượu. Đinh Đinh lại gần trêu chọc hai người, kết quả lập tức bị mẹ trực tiếp kéo đi. Bởi vì Đường Vực còn phải đi ứng phó với trưởng bối, cho nên dặn dò Đường Hình nhất định phải chờ mình cùng về. Sau khi trở về Đường Vực tiếp tục đến nhà Đường Hình, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ chỉ 30 phút. Hai người nói chuyện với nhau, Đường Hình dứt khoát nhờ Đường Vực giúp mình viết kịch bản. Dù sao cô thấy anh cũng có vẻ rảnh rỗi. Anh nói với cô ngày mai mình có việc quan trọng phải đi công tác, cho nên hôm nay mới muốn ở cùng cô thêm chút thời gian. Đường Hình bị sự dịu dàng của Đường Vực làm cho cảm động. Ngày hôm sau bố mẹ Đường Hình gọi điện thoại tới, nói công ty của con trai dì Lâm đã chuyển đến Nam Cảng, họ định tác hợp cho hai người. Đường Hình vốn định kiếm cớ từ chối, nhưng bố mẹ đã đặt vé máy bay rồi, nhất định phải tới thúc đẩy chuyện này. Đường Hình rất bất đắc dĩ đón bố mẹ về nhà mình. Nếu bình thường đến ở cô giang hai tay chào đón, nhưng hai ông bà lại mang theo nhiệm vụ đến, khiến trong lòng cô không quá tình nguyện. Mà bố tràn đầy tự tin, lần này phải huấn luyện con gái thành cao thủ yêu đương. Lúc trước bố mẹ biết Đường Hình vì Đường Vực mà thất tình, cho nên không có ấn tượng tốt với anh ấy. Vì vậy Đường Hình sợ Đường Vực và bố mẹ gặp mặt sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, liền gửi tin nhắn bảo anh đi công tác trở về tạm thời đừng sống cạnh nhà mình. Thế nhưng Đường Vực lại trả lời vậy thì vừa hay được gặp cô chú. Đường Hình lập tức cảnh cáo anh đừng hối hận. Hôm sau, trên TV chiếu scandal giữa Đường Vực và tân ảnh hậu Lục Chữ Ninh. Bố mẹ Đường Hình sau khi nhìn thấy càng thêm căm ghét Đường Vực. Đến khi Đường Vực đi công tác trở về, vừa tới cửa trùng hợp gặp bố mẹ Đường Hình đi mua thức ăn về. Anh vừa định tiến lên chào hỏi liền thấy Đường Hình đi ra. Cô sợ bố mẹ sẽ ép hỏi Đường Vực về chuyện lúc trước mình thất tình, vì thế vội vàng kéo bọn họ vào trong phòng, ngay cả cơ hội để hai bên nói chuyện cũng không cho. Bố mẹ hỏi người ta muốn chào hỏi sao cô lại đẩy mình vào nhà. Đường Hình nói cũng có quen thân gì đâu, thế nhưng lại bị bố hỏi ngược lại nếu không thân thì cô căng thẳng thế làm gì. Mẹ nói thật ra bà thấy Đường Vực cũng rất tốt, chỉ là có nhiều tin tức bê bối quá. Nhưng bố lại rất gay gắt, nói Đường Vực từ chối Đường Hình, không biết trân trọng con gái mình, tốt hơn nữa cũng không được. Hôm sau Đường Hình chuẩn bị đi xem mắt theo lệnh của bố mẹ, lúc nói chuyện điện thoại với bạn vừa hay gặp Cao Hằng từ nhà Đường Vực đi ra. Cao Hằng nghe được cô sắp đi xem mắt, liền vội vàng đem tin tức này báo cáo cho Đường Vực. Đường Vực nghe xong lập tức luống cuống, muốn đi ngăn cản nhưng nhất thời lại không biết Đường Hình đi đâu, hỏi cô cũng không chịu nói cho anh biết. Thế là trong cái khó ló cái khôn, anh gọi cho Lục Chi Hành yêu cầu tổ biên kịch họp gấp thảo luận kịch bản. Đường Hình nhận được tin cũng chỉ đành hủy bỏ xem mắt chạy đến studio. Lúc này thấy Đường Vực đi tới, cô lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước mặt Lục Chi Hành và Phùng Trình cũng không thể phát tiết. Chỉ có thể thầm mắng Cao Hằng là một tên tay sai chuyên mách lẻo. Đồng thời cô cũng kiếm cớ khéo léo đuổi được Đường Vực về. Sau khi họp xong ra ngoài, đối tượng xem mắt Lâm Tranh Húc đã chờ Đường Hình từ lâu, là mẹ cô gửi địa chỉ cho anh ta. Đối phương còn lịch sự tặng cho cô một bó hoa. Hai người nói chuyện một lát, rồi hẹn nhau hôm khác cùng đi ăn. Đường Hình vừa về đến nhà mở cửa, Đường Vực đã nhanh như chớp chạy sang. Sau khi nhìn thấy hoa trên tay cô lập tức ghen tuông nổi lên, khẩn cầu cô đừng đi xem mắt nữa. Cũng nói mình đang theo đuổi cô, Đường Hình lại nói mình có quyền lựa chọn, hơn nữa cũng chẳng phải chỉ có mỗi anh theo đuổi mình. Lúc trước anh bảo cô giúp anh theo đuổi Minh Trúc, sau đó lại từ chối lời tỏ tình của cô, bây giờ dựa vào cái gì mà không cho cô đi xem mắt. Đường Vực liền nói có phải để cô đi xem mắt thì chuyện này xem như hòa hay không. Đường Hình thầm nghĩ anh chính là tên đầu heo. Muốn hòa nhau thì cũng phải để cô đi xem mắt 108 lần mới được. Lúc này nghe thấy tiếng bố mẹ trở về, Đường Hình vội vàng đẩy Đường Vực vào nhà anh, tránh gây thêm rắc rối. Bên này Đinh Đinh tập luyện diễn xuất rất tốt. Nhưng nghe nói Lục Chi Hành sắp tới đây,
Hơn nữa các diễn viên nói anh ấy vô cùng nghiêm khắc, khiến cô lập tức căng thẳng. Vì vậy khi Lục Chi Hành đến, cô vì quá căng thẳng mà mất tập trung, hồn vía lên mây, biểu hiện không tốt. Lục Chi Hành không nói gì trực tiếp rời đi. Đinh Đinh đuổi theo xin lỗi anh, nhưng anh chỉ an ủi cô, khuyến khích cô tập luyện tốt, rèn luyện bản thân. Hôm sau Cao Hằng báo cáo công việc với Đường Vực, tiện thể cho anh biết hôm nay Đường Hinh và đối tượng xem mắt gặp mặt. Đường Vực nghe xong thì không còn tâm tư làm việc nữa, hai người vội vàng chạy tới trung tâm thương mại. Sau khi tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy Đường Hinh và Lâm Chanh Húc đang cùng nhau ăn cơm. Nghe nói họ còn muốn đi xem phim, Đường Vực và Cao Hằng lập tức đi theo. Lo lắng bị Đường Hinh phát hiện, họ còn đặc biệt mua khẩu trang, kính mắt. Trông cứ như điệp viên ngầm ấy, thế nhưng vẫn bị Đường Hinh phát hiện. Cô bảo Lâm Chanh Húc chờ mình một chút, sau đó gọi điện thoại cho Đường Vực hỏi xem anh muốn làm gì. Đường Vực nói anh chỉ muốn nhìn xem đối tượng xem mắt kia có đẹp trai hơn mình hay không. Kết quả lại bị Đường Hinh mắng anh bị thần kinh. Mà Đường Vực và Cao Hằng sau khi vào rạp chiếu phim lại bị nhân viên ở đó nhận ra. Bọn họ cho rằng anh đang cải trang vi hành, lập tức ân cần tiếp đón, thậm chí còn mời anh tham dự buổi họp sắp diễn ra. Kế hoạch theo dõi của Đường Vực chỉ có thể gác lại. Đường Vực phát hiện mình đã yêu Đường Hinh đến mức vô phương cứu chữa, mà thái độ của cô khiến anh rất phẫn nộ. Thế là chờ Đường Hinh trở về, anh trực tiếp chặn cô trong thang máy cưỡng hôn. Đường Hinh mới đầu còn giãy giụa vài cái, sau đó chậm rãi trầm mê trong nụ hôn bá đạo của Đường Vực, bắt đầu đáp lại. Nụ hôn kết thúc, Đường Vực hỏi Đường Hinh rốt cuộc mấy hôm nay xảy ra chuyện gì, em lúc thì không quan tâm đến anh, lúc thì chạy đi xem mắt, có phải trong lòng em có vướng mắc gì hay không? Nhưng Đường Hinh chỉ nói nụ hôn này coi như hòa, lần sau anh mà còn như thế mình sẽ xem anh là lưu manh mà đánh. Ai ngờ anh lại bảo cô vậy thì đánh đi, nếu như có thể hả giận thì em cứ đánh anh đi. Nếu không xuống tay được thì cô cắn mình cũng được. Đường Hinh nghe vậy liền cúi đầu hung hăng cắn anh một cái. Về đến nhà, Đường Hinh nhớ lại cảnh tượng mập mờ trong thang máy, trái tim không ngừng đập nhanh. Sự phát triển hiện tại của cô và Đường Vực không nằm trong kế hoạch của cô. Cô cũng không nghĩ ra sau này phải đối xử với anh ấy như thế nào. Vì vậy hôm sau cô đến tìm Vưu Hoan tâm sự. Vưu Hoan nói trúng tim đen, Đường Hinh chính là cảm thấy Đường Vực còn chưa đủ hoàn toàn yêu mình mà thôi. Cùng lúc đó tại công ty Thời Quang, dấu răng trên tay Đường Vực đặc biệt rõ ràng, lúc họp tất cả mọi người đều thấy được, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Hiện tại bố mẹ Đường Hinh đã trở về, Đường Vực tiếp tục theo đuổi Đường Hinh theo cách của mình. Đều đặn mỗi ngày đều tặng hoa đến studio của Lục Chi Hành, cũng tham gia thảo luận với các nhà biên kịch. Lục Chi Hành đề xuất trong phim có thêm một số nhân vật phụ, cho phép mọi người cung cấp một số đặc điểm và sở thích của bạn bè tham gia vào kịch bản. Đường Hinh cố ý dùng tên Lâm Chanh Húc để chọc giận Đường Vực, kết quả anh cũng không chịu thua, dùng đối tượng xem mắt lúc trước của mình để đáp lại. Hai cứ đấu qua đấu lại khiến Lục Chi Hành và Phùng Trình không biết làm sao. Cũng may đúng lúc này đồ ăn được giao đến mới có thể hóa giải bầu không khí lúng túng này. Thấy Đường Hinh vừa rời đi, Đường Vực lập tức gỡ tờ giấy có tên Lâm Chanh Húc xuống biểu đạt bất mãn, không ngờ lại bị Đường Hinh nhìn thấy. Cô tiến lên đòi lại, nhưng anh lại nhất quyết không trả. Trong lúc tranh giành lại không cẩn thận đụng vào vết cắn trên tay anh. Đường Hinh nhìn thấy có chút đau lòng, mà Đường Vực thấy cô quan tâm mình lại mừng thầm. Lúc này Lục Chi Hành mang đồ ăn vào. Bởi vì trước đó không biết Đường Vực tới nên anh chỉ gọi 3 phần, nhưng một phần khác sẽ tới ngay. Đường Vực ngoài miệng nói không sao, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cầm lấy một hộp cơm, xem ra đúng là không coi mình là người ngoài. Đường Hinh thấy thế liền nói mình không đói, nhường hộp cơm của mình cho người khác. Tuy nhiên bọn họ đều đã hiểu lầm Đường Vực, anh chẳng qua là giúp Đường Hinh nhặt tiêu và rau thơm ra, sau đó liền đưa hộp cơm lại cho cô, còn nói cô khá kén ăn. Đường Hinh thấy liền hỏi có phải trong mắt anh mình không có nửa điểm tốt nào đúng không? Hai người cứ ông một câu tôi một câu cãi qua cãi lại. Lục Chi Hành và Phùng Trình thấy vậy, liền cho rằng là vì scandal của Đường Vực và Lục Chữ Ninh. Lúc này Đường Vực mới biết về scandal của mình. Trở lại công ty, anh gọi Cao Hằng tới chất vấn, vì sao scandal lần này không kịp thời giải quyết. Cao Hằng nói là Hoắc Thần Đông nhắc nhở mình scandal này có lợi đối với việc quảng bá bộ phim mới. Nhưng Đường Vực không đồng ý, yêu cầu Cao Hằng nhanh chóng bắt tay vào giải quyết, cần mình ra mặt làm sáng tỏ bất cứ lúc nào cũng có thể. Anh không muốn bởi vì chuyện này mà khiến Đường Hinh hiểu lầm. Tại cửa hàng của Vưu Hoan, có khách hàng muốn chụp ảnh Vưu Hoan ra mặt ngăn cản, Đường Hinh cũng đứng lên thay bạn thân nói chuyện, khách hàng kia hết cách đành phải mua một bộ quần áo. Sau khi cô ta đi, Vưu Hoan nói với Đường Hinh đối phương muốn ăn cắp thiết kế của mình, thế nhưng đây cũng chính là sự bất đắc dĩ của nhà thiết kế nhỏ. Đường Vực hầu như ngày nào cũng đến studio của Lục Chi Hành, thậm chí còn khuân hết đồ đạc các kiểu đến đây, thật sự xem nơi này là văn phòng của mình. Sau đó Đường Vực muốn giải thích scandal của mình và Lục Chữ Ninh, nhưng Đường Hinh lại cho rằng anh suy nghĩ nhiều, mình căn bản sẽ không quan tâm. Đường Vực nghe vậy thì có chút thất vọng. Lúc tan làm, Đường Vực vốn định đến studio đón Đường Hinh, kết quả lại nhìn thấy Lâm Chanh Húc đã giành trước một bước.
Điều này khiến anh giận đến điên người. Đường Hinh không muốn cho Lâm Chanh Húc quá nhiều cơ hội hiểu lầm, cô nói mình đã có người mình thích. Lâm Chanh Húc biết người đó chính là Đường Vực, anh rất thất vọng tình yêu của mình còn chưa bắt đầu đã bị thất tình. Sau khi ăn xong, Lâm Chanh Húc đưa Đường Hinh về nhà. Không ngờ Đường Vực khí phách xuất hiện, nhân lúc bắt tay còn khoe khoang vết cắn của Đường Hinh với tình địch. Trước khi vào nhà, Đường Hinh đã nói ra sự hoang mang của mình. Lúc trước cô thật sự rất thích Đường Vực, nhưng bây giờ đột nhiên anh nói thích mình, khiến cô ngược lại không tìm được cảm giác khi ở cạnh anh trước đây. Khi bị anh từ chối, cô không nghĩ tới anh sẽ quay lại theo đuổi mình. Cho nên cô cảm thấy có lẽ anh chỉ là nhất thời nổi lên hứng thú, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm. Đường Vực nói mình không phải nhất thời nổi lên hứng thú. Bây giờ anh chỉ hận không thể đánh chết bản thân mình trước đây vì đã nói chúng ta không thích hợp. Con người anh yêu chậm, có lẽ nếu cô tỏ tình chậm thêm vài tháng nữa thì anh đã chủ động theo đuổi cô rồi. Hiện tại cô không cần thay đổi gì cả, lần này đổi lại hãy để anh chủ động, để anh chiều em. Những lời nói chân thành của Đường Vực khiến Đường Hinh cảm động rơi nước mắt. Lúc này Đường Vực lại yêu cầu Đường Hinh tăng thêm thời gian hai người gặp mặt mỗi ngày. Kết quả cô chỉ đồng ý tăng thêm một phút. Đường Vực cảm thấy quá ít, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không tăng. Lúc rời đi, anh cố ý trêu chọc một phút ngay cả thời gian hôn cũng không đủ. Đường Hinh tức giận lập tức đóng cửa lại. Hôm nay người khách hàng muốn ăn cắp thiết kế kia lại dẫn theo hai tên côn đồ đến cửa hàng View Hoan gây sự, nhất quyết yêu cầu trả lại đồ. View Hoan không đồng ý, hai tên côn đồ liền bắt đầu đập phá cửa hàng. Nhưng hai người làm sao đối phó được với hai tên đàn ông thô kệch. Cửa hàng bị đập nát, Đường Hinh bị đẩy ngã xuống đất trúng mảnh thủy tinh bị thương. Ngay khi tên côn đồ giơ tay muốn đánh cô, kết quả lại bị một bàn tay khác ngăn cản. Hóa ra Đường Vực đã tới. Thân thủ của anh không tệ, đánh ngã hai tên côn đồ xuống đất, xem như báo thủ cho Đường Hinh. Dáng vẻ đẹp trai của anh cũng khiến cô động tâm, cô nhào vào trong lòng anh ấm ức khóc lên. Sau đó Đường Vực bế Đường Hinh đến bệnh viện để Cao Hằng ở lại báo cảnh sát xử lý việc này. Thông qua chuyện này, quan hệ giữa hai người hòa hoãn rất nhiều. Hoắc Thần Đông cũng tới thăm Đường Hinh, lúc rời đi vừa vặn tiện đường đưa View Hoan đi một đoạn. Ở trên xe hai người nói về chuyện ăn cắp thiết kế lần này. Hoắc Thần Đông đề nghị View Hoan thành lập studio của mình, tạo ra thương hiệu thuộc về mình, như vậy có thể tránh cho loại chuyện này xảy ra lần nữa. Tạo một giấc mơ cho anh chính thức hoàn thành bản thảo, mọi người cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Đường Hinh và Đinh Đinh ở một bên nói chuyện phiếm, Cao Hằng lại gần bắt chuyện với Đường Vực, nói hôm nay tâm tình Đường Hinh có vẻ rất tốt. Đường Vực gật đầu đồng ý, tiếp theo hỏi ngược lại Cao Hằng, chuyện này có liên quan gì đến hắn. Hoắc Thần Đông cũng tiến lại gần, hỏi Đường Vực lâu như vậy sao còn chưa cua được Đường Hinh. Đường Vực khịt mũi coi thường, anh nói mình có quan điểm yêu đương chính xác, chứ không phải là loại ong bướm như hắn. Đinh Đinh nghe Hoắc Thần Đông đang khoe khoang mục tiêu mới với anh trai, trong lòng vô cùng khó chịu. Buổi tối cô liền đến nhà Đường Hinh tâm sự, hai người nói chuyện về tình yêu. Lúc này Đinh Đinh mới biết chuyện Đường Hinh đã tỏ tình với anh trai mình nhưng bị từ chối, hơn nữa còn cưỡng hôn anh ấy. Điều này khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, hỏi Đường Hinh vì sao bị từ chối rồi còn cưỡng hôn. Đường Hinh nói hôn có nghĩa là cô đã có được, mặc dù không ở bên nhau nhưng cũng không còn hối hận. Đinh Đinh cảm thấy cách này rất khả thi, thế là sáng hôm sau cô liền đi tới phòng làm việc của Hoắc Thần Đông, muốn bắt chước Đường Hinh dùng chiêu cưỡng hôn. Nhưng thời khắc cuối cùng cô vẫn từ bỏ, lúc này cô mới nhận ra mình cũng không thích Hoắc Thần Đông nhiều như vậy. Hôm nay là ngày công bố diễn viên chính của Tạo Một Giấc Mơ Cho Anh. Đinh Đinh sau khi trang điểm xong vô cùng xinh đẹp, khiến Lục Chi Hành nhìn đến mê mẩn. Trong phần đặt câu hỏi của các phóng viên, mọi người đem mũi nhọn nhắm ngay Đinh Đinh không có kinh nghiệm, cho rằng cô chính là điều kiện đính kèm để Đường Vực đầu tư vào bộ phim này. Đinh Đinh ấp úng không nên lời, Lục Chi Hành thấy vậy liền khí phách trả lời, Đinh Đinh là do đích thân anh chọn và mời vào vai nữ chính, không liên quan đến ai đầu tư. Lúc này Đường Vực mang đến cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Ngay sau đó Lục Chữ Ninh xuất hiện, cô sẽ đóng vai khách mời tham gia bộ phim. Đường Vực nói hồi đầu khi Đường Hinh sáng tác cuốn tiểu thuyết này, hình tượng nữ chính trong tưởng tượng của cô ấy là Lục Chữ Ninh. Cho nên anh hy vọng có thể mượn dự án này hoàn thành giấc mơ cho cô ấy. Bây giờ Đường Hinh mới hiểu được nguyên nhân thật sự khiến Đường Vực và Lục Chữ Ninh truyền ra scandal. Trong lòng cô vô cùng cảm động, cảm ơn anh vì giấc mơ nhỏ bé của mình mà tốn nhiều thời gian và sức lực như thế. View Hoan được Hoắc Thần Đông ảnh hưởng, quyết định nộp đơn tham gia thiết kế tạo hình phim ảnh. Ý tưởng thiết kế và sự hiểu biết của cô đối với bộ phim đã gây ấn tượng với Lục Chi Hành và Phùng Trình, thành công được nhận. Buổi tối ba người bạn thân cùng nhau chúc mừng. View Hoan và Đường Hinh cố ý tránh nhắc tới Hoắc Thần Đông, nhưng Đinh Đinh lại nói ra cảm nhận chân thật của mình. Cô cảm thấy mình cũng không yêu Hoắc Thần Đông như vậy, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Hôm sau Đường Vực và Hoắc Thần Đông cùng đi công tác, Hoắc Thần Đông cố ý chụp lén ảnh Đường Vực đang bàn bạc công việc với một cô gái xinh đẹp rồi gửi cho Đường Hinh, khiến cô ở nhà một mình hờn dỗi. Sau đó cô nhận được tin nhắn báo cáo lịch trình của Đường Vực cũng không thèm quan tâm. Mà Đường Vực thấy cô không trả lời liền gọi tới,
hỏi cô ngày mai có thể đi đón mình hay không. Nhưng Đường Hinh đang giận dỗi, không thèm trả lời, chỉ nói một câu tạm biệt rồi cúp máy. Thế nhưng hôm sau cô vẫn ra sân bay đón Đường Vực. Trên đường trở về, cô châm chọc anh rõ ràng Cao Hằng đã đến sân bay, vậy mà cứ bắt mình đến đón. Đường Vực lại nói Cao Hằng là đi đón Hoắc Thần Đông, còn cô là tới đón mình. Sau đó về đến nhà, Đường Vực ngay cả cửa nhà mình cũng không vào, trực tiếp đi tới nhà Đường Hinh, lấy cớ muốn chơi với mèo mà ở lại. Đường Hinh cũng không thèm quan tâm, bảo anh bế nó về nhà mà diễn vai phụ tử tình thâm. Đường Vực nhận ra dường như cô đang giận dỗi gì đó, liền muốn hỏi lý do nhưng cô lại không chịu nói. Lúc này Hoắc Thần Đông gọi tới, Đường Vực mới biết hóa ra là do Hoắc Thần Đông gửi ảnh cho Đường Hinh khiến cô ấy ghen tuông. Thế là anh lập tức giải thích, nghĩ hết biện pháp dỗ dành nhưng cô vẫn chẳng thèm quan tâm đến anh, ôm mèo con chuẩn bị đi ngủ. Đường Vực thấy điện thoại của Đường Hinh trên sofa liền đưa cho cô, cũng vô tình nhìn thấy tài khoản Weibo phụ của cô. Vì vậy anh lập tức dùng điện thoại của mình tìm kiếm tài khoản Weibo đó. Kết quả phát hiện trên đó ghi lại mọi trải nghiệm yêu đơn phương của Đường Hinh từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vực 4 năm trước cho tới nay, tình yêu của cô dành cho anh tràn ngập trong lời nói. Đường Vực đọc xong vô cùng cảm động, không ngờ cô ấy đã yêu mình 4 năm rồi, vậy mà còn nói gì mà thích chỉ cần vài ngày, không thích cũng chỉ cần vài ngày. Sau đó Đường Hinh đi ra, thấy Đường Vực còn chưa rời đi thì rất ngạc nhiên. Lúc này anh hỏi cô về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đường Hinh nói là lúc mà anh nhờ mình theo đuổi Minh Trúc. Nhưng Đường Vực lại lắc đầu, nói là 4 năm trước ở sảnh của điện ảnh Thời Quang, lúc ấy cô chắn đường của anh, còn mỉm cười với anh. Đường Hinh có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ tới anh còn nhớ rõ ràng như vậy. Đường Vực nói lời xin lỗi Đường Hinh, anh vừa mới xem qua tài khoản phụ Weibo của cô, mới biết được tình cảm của cô đối với mình. Anh rất hối hận, anh không nên chất vấn tình cảm của cô dành cho mình, cũng không nên nói năng thiếu suy nghĩ rồi từ chối cô, càng không nên để qua lâu như thế mới biết được mọi thứ. Đường Hinh nghe được những lời của anh không biết làm sao, cô xoay người đi, nước mắt rơi lã chã, nói mình chỉ là quá thích anh mà thôi. Cô thích anh quá lâu rồi, lại không biết có phải anh thích mình thật hay không, cho nên mới thường hay vô cớ gây sự. Đường Vực chân thành nói với Đường Hinh mình thật lòng rất thích cô. Tất cả những điều không vui, đau lòng vì anh trước đây, sau này anh sẽ từng chút một bù đắp lại cho cô. Sẽ cô để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nói xong thì ôm chặt cô vào lòng. Hôm sau Đường Vực gọi Hoắc Thần Đông đến văn phòng. Hoắc Thần Đông tinh thần bất an đi tới, nhìn thấy Đường Vực cầm gậy chơi golf lại càng thêm rén vội vàng giải thích. Lại không ngờ Đường Vực cũng không trách tội, còn khen ngợi chiêu phá hoại này của hắn coi như không tệ. Hoắc Thần Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên này mẹ Đường Hinh gọi điện thoại tới, hỏi sinh nhật cô năm nay tổ chức như thế nào. Đường Hinh nói cũng giống như những năm trước, tìm mấy người bạn thân tụ tập là được. Thế nhưng mẹ lại nhất định muốn cô tổ chức long trọng một chút, còn định bay tới chúc mừng sinh nhật con gái. Đường Hinh nói công việc trong đoàn phim bề bộn nhiều việc không cho mẹ tới, cũng hứa mình sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tốt, lúc này mẹ mới yên tâm. Sau đó cô lại nghĩ sinh nhật mình không biết Đường Vực có nhớ hay không, cũng tự hỏi không biết hiện tại quan hệ của hai người là gì. Lúc này cô tưởng tượng ra cảnh anh ấy sẽ tỏ tình với mình vào ngày sinh nhật, thế là vui vẻ viết thư mời cho mấy người bạn thân, cố ý gửi cho Đường Vực một tấm, đặc biệt chờ mong anh sẽ đến. Ngày sinh nhật, các bạn tốt đều đưa quà sinh nhật tới, mọi người ở trong bữa tiệc cười nói vui vẻ, nhưng Đường Vực lại mãi không thấy xuất hiện. Đường Hinh bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, càng không ngừng lật xem điện thoại chờ đợi Đường Vực đến. Cuối cùng cô thật sự không thể ngồi yên được nữa, liền lấy cớ ra ngoài đổ rác, lại vừa vặn nhận được lì xì chúc mừng sinh nhật của Đường Vực gửi tới. Nhưng cô vẫn không vui, chỉ chờ mong anh sẽ đến. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Đường Vực và Hoắc Thần Đông từ liên hoan phim cố ý trở về, nhưng bọn họ chỉ có thời gian một tiếng rồi phải đi ngay. Sau đó hai người xuống lầu, trên xe Đường Vực đã chuẩn bị bánh kem và nến để chúc mừng sinh nhật Đường Hinh. Hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian riêng tư ngọt ngào, mối quan hệ cũng tiến gần hơn một bước. Nhưng thời gian một tiếng rất nhanh đã hết, Hoắc Thần Đông đến nhắc nhở Đường Vực phải xuất phát rồi. Trước khi đi, Đường Vực ôm tạm biệt Đường Hinh, dặn cô chờ mình trở về. Ngày hôm sau Đinh Đinh gọi điện thoại cho Đường Vực, trách anh trai vì sao ở cùng Đường Hinh nửa ngày trời lại không tỏ tình với cô ấy. Anh có biết Đường Hinh đang chờ đợi một lời tỏ tình của anh hay không? Con gái người ta ngay cả lời tỏ tình chính thức cũng không nhận được, dựa vào đâu mà ở bên cạnh anh? Đường Vực sau khi cúp máy, liền vội vàng gọi Hoắc Thần Đông tới làm cố vấn. Hoắc Thần Đông cũng cảm thấy chuyện này quả thực là Đường Vực sai. Anh cứ luôn miệng nói thích người ta, vậy mà lâu như thế rồi cũng không tỏ tình xác định quan hệ. Đường Vực nói không phải anh không muốn tỏ tình, chỉ là anh cho rằng Đường Hinh vẫn chưa sẵn sàng, không muốn hối thúc cô ấy cho mình một đáp án. Hoắc Thần Đông rất cạn lời, bảo anh đến lúc này rồi đừng bày ra bộ dáng quý ông thần kinh đó nữa. Tình yêu là ích kỷ, là cướp đoạt, thời cơ đến rồi thì phải tiến công. Như thế mới có thể đánh đòn phủ đầu, mã đáo thành công. Anh lo trước lo sau do dự không quyết, sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy anh có tâm tư khác. Cũng may lúc này vẫn chưa quá muộn, lỡ mất sinh nhật nhưng cũng không phải không thể cứu vãn. Hoắc Thần Đông biết chuyện Đường Hinh cưỡng hôn Đường Vực, liền đề nghị dùng ngày kỷ niệm ngày thứ 200 bị cưỡng hôn để tỏ tình. Đường Vực nghe đến đây thì cảm thấy mình bị điên mới tìm anh ta để tư vấn, nói xong tức giận tống cổ đối phương ra ngoài. Đường Vực không biết tìm ai hỏi ý kiến, thế là dứt khoát về nhà tìm bố nhờ giúp đỡ. Ai ngờ bố cũng gà mờ như anh mà thôi, bàn bạc nửa ngày trời chẳng có chút kết quả nào. Lúc này mẹ anh đi tới,
lấy góc độ một người phụ nữ hiến kế cho con trai, tình yêu mà con gái muốn là vừa chân thành vừa lãng mạn. Tốt nhất là đến một nơi lãng mạn chỉ có hai người ở cùng nhau để tỏ tình, hơn nữa nhất định không được để một đám bạn bè tới góp vui. Đường Vực sau khi nghe xong, bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp để tỏ tình. Cuối cùng anh tìm được một nói gần Hạ Thành gọi là Vịnh Tình Nhân, nghe nói là thánh địa đính ước tốt nhất, vì thế quyết định chọn nơi này. Sau đó đoàn làm phim tiến hành thảo luận chọn địa điểm quay, Lục Chi Hành quyết định chọn Glacier Win. Nhưng Đường Vực lại không đồng ý, một là cân nhắc thời gian quay phim, bộ phim này thích hợp chiếu vào dịp lễ tình nhân. Ra nước ngoài quay lại cần thời gian chuẩn bị và cả thời gian chờ xin cấp phép quay phim ở Glacier Win. Thứ hai là cân nhắc thời tiết tự nhiên, các diễn viên quay phim ở đó e rằng khó có thể thích ứng. Vì vậy anh đề nghị thay thế Glacier Win bằng Hạ Thành. Nhưng Lục Chi Hành lại kiên trì ý kiến của mình, hai người mỗi người một ý không ai nhường ai. Cuối cùng quyền lựa chọn lại được giao cho Đường Hinh. Tuy nhiên chuyện lớn như vậy cô cũng không dễ làm chủ, mà Đường Vực và Lục Chi Hành ai cũng không chịu nhượng bộ, cô chỉ có thể làm ống nghe, chạy tới chạy lui truyền lời, mệt mỏi đến thở không ra hơi. Cuối cùng cô chỉ đành kéo theo Đinh Đinh nhập cuộc, hai người hẹn Lục Chi Hành và Đường Vực ra ngoài, muốn giải quyết chuyện này trong bữa ăn. Kết quả hai người họ vẫn như cũ, còn lôi ra những chuyện hồi đại học để chỉ trích đối phương. Đinh Đinh và Đường Hinh khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng. Tức không buồn nói nữa, hai cô gái trực tiếp chuẩn bị rời đi, lúc này hai chàng trai mới ngừng cãi vã, ngồi xuống tìm cách giải quyết. Đường Vực lấy ra ảnh phong cảnh chụp ở Hạ Thành, nhìn thấy cảnh tượng phía trên đủ để thay thế Glacier Win, Lục Chi Hành mới đồng ý thỏa hiệp. Trước khi xuất phát, Đường Vực nhắn tin dặn dò Đường Hinh mang nhiều quần áo một chút, khí hậu bên bờ biển thường xuyên thay đổi. Thấy cô mãi không trả lời, anh liền đi qua gõ cửa. Nhưng Đường Hinh lấy lý do mình sắp ngủ không mở cửa, bảo anh mau về đi, Đường Vực chỉ đành thất vọng trở về. Lúc này Đường Hinh đang sắp xếp hành lý, mãi không khóa được vali, cô muốn tìm Đường Vực hỗ trợ, lại phát hiện anh đã không còn ở cửa, liền châm chọc lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Ai ngờ vừa dứt lời thì anh đẩy cửa đi ra, thì ra anh vẫn luôn theo dõi cô, có thể thấy được trong lòng anh bây giờ tất cả đều là cô. Hôm nay đoàn phim bay tới Hạ Thành, Đường Vực và Lục Chi Hành vẫn đối nghịch như trước. Lần này Đường Hinh cũng không muốn làm nơi chút giận của họ, cô thà ngồi ghế phụ cũng không muốn ngồi ở giữa hai người. Địa điểm đầu tiên là đá núi lửa, mọi người đến địa điểm này để chụp phong cảnh. Gió và sóng tương đối lớn, Lục Chi Hành nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn. Anh bảo nhiếp ảnh gia Lưu Dương chụp nhiều ảnh chung quanh một chút, mà Đường Vực thì ở một bên chụp ảnh cho Đường Hinh. Lúc này Đường Vực đột nhiên phát hiện Lưu Dương vừa ở gần đây đã không thấy đâu, sau khi tìm kiếm anh nhìn thấy một chiếc mũ trôi nổi dưới biển, liền vội vàng cởi áo nhảy xuống biển cứu người. Đường Hinh thấy vậy vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm người giúp đỡ. Cao Hằng nghe xong lập tức chạy tới, Lục Chi Hành thì bảo người nhanh chóng gọi cấp cứu. Cao Hằng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Đường Vực, 2 năm trước tay anh ấy bị thương, cho nên từ đó chưa từng xuống nước. Vì thế muốn xuống nước đi tìm Đường Vực, đúng lúc này họ lại thấy Đường Vực kéo Lưu Dương từ bên kia bơi lên bờ. Đường Hinh chạy tới ôm chầm lấy Đường Vực không chịu buông ra, mọi người cũng thức thời đưa Lưu Dương đi chữa trị. Đường Hinh chủ động tỏ tình với Đường Vực, muốn ở bên anh không rời xa nữa. Từ lúc anh nhảy xuống biển cô đã nghĩ mình không cần tỏ tình cũng không cần hình thức gì cả. Cô chỉ muốn anh bình an quay lại ở bên cạnh mình. Đường Vực không ngờ mình còn chưa tỏ tình đã bị cô giành trước, anh vui mừng trao cho cô một nụ hôn. Sau đó đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng cũng nói mình nhất định sẽ bù đắp cho cô một nghi thức long trọng. Hai người hạnh phúc ôm chặt lấy nhau chính thức xác định quan hệ. Đường Vực bởi vì cứu người mà mệt mỏi, vừa vặn nhân cơ hội làm nũng để Đường Hinh chăm sóc, còn xoay người đè cô xuống giường. Đường Hinh oán trách sớm biết anh yêu đương dính người như vậy, mình nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Đường Vực trả lời muốn trả hàng đã muộn rồi, dứt lời liền hôn xuống. Lục Chi Hành ở ngoài cửa muốn đi thăm Đường Vực một chút, nhưng lại sợ mất mặt do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa, quấy rầy hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trong phòng. Đường Vực bị phá đám có chút tức giận, cũng may có Đường Hinh ở giữa điều hòa, hai người mới coi như ở chung vui vẻ. Hôm sau đoàn làm phim có một ngày nghỉ, Đường Vực và Đường Hinh liền cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp ảnh đùa giỡn, tận hưởng khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Đường Hinh đã sớm chờ mong có thể có cảnh tượng như vậy, cuối cùng giấc mơ của cô cũng đã thành hiện thực. Hôm nay tạo một giấc mơ cho anh chính thức bấm máy ở Hạ Thành. Thế nhưng Đinh Đinh vì lần đầu đóng phim vô cùng căng thẳng, dẫn đến diễn xuất không tốt. Lục Chi Hành không ngừng hô cắt, một cảnh quay đơn giản mà quay đến 48 lần. Xem ra làm diễn viên quả thật không dễ dàng như tưởng tượng. Đinh Đinh buồn bã rơi nước mắt, Đường Hinh ở một bên cố gắng an ủi. Mà Đường Vực không những không an ủi còn mắng em gái một trận. Đường Hinh vì thế mà cãi nhau với anh vài câu. Đinh Đinh thấy Đường Hinh bởi vì mình mà cãi nhau với anh trai, trong lòng lại càng áy náy. Sau đó nhờ Đường Hinh an ủi, tâm trạng của cô dần dần bình tĩnh lại. Ngày hôm sau quay phim vô cùng thuận lợi, nhận được sự công nhận của Lục Chi Hành và anh trai. Nam chính có chút không rõ ràng về cảm xúc của nhân vật, liền tới tìm Đường Hinh để thảo luận. Đường Hinh rất nghiêm túc cùng anh ta diễn thử, hai người nhìn qua giống như một đôi tình nhân, khiến Đường Vực vô cùng khó chịu đứng ngồi không yên. Vì thế anh bảo Lục Chi Hành nghĩ biện pháp ngăn cản. Lục Chi Hành vốn không muốn quản, nhưng không chịu được Đường Vực lải nhải chỉ đành cho người lấy cớ gọi nam chính đi chỗ khác. Sau khi bố mẹ Đường Vực biết được chuyện của con trai và Đường Hinh, liền muốn đến đoàn làm phim xác nhận một chút. Đường Hinh thấy hai người vô cùng nhiệt tình với mình, nhất thời không biết nên làm thế nào,
buổi tối liền tìm Vưu Hoan giúp mình đưa ra ý kiến. Vưu Hoan đề nghị ở giai đoạn không chắc chắn ý định của đối phương là gì, thì cô nên duy trì giữ khoảng cách trước, xem tình hình rồi mới quyết định. Mẹ Đường Vực biết được Đường Vực và Đường Hinh bởi vì chuyện của Đinh Đinh mà cãi nhau, bà lo lắng mất con dâu cho nên đến phòng Đường Hinh, muốn giúp con trai củng cố tình cảm. Mẹ chồng con dâu tương lai cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thậm chí mẹ Đường Vực còn đem hơn 1.000 tấm ảnh của Đường Vực từ nhỏ đến lớn chia sẻ với Đường Hinh, đặc biệt là chuyện anh ấy tè dầm lúc nhỏ khiến cô vui vẻ không thôi. Đường Hinh cùng mẹ chồng hàn huyên cả đêm, ngày hôm sau ở phim trường ngủ gà ngủ gật. Đường Vực hỏi cô tối qua ngủ không ngon hay sao? Cô liền nói tối qua mình đã xem hơn 1.000 tấm ảnh của một cậu bé tè dầm. Đường Vực ban đầu không để ý tới, dần dần mới phát hiện thì ra cậu bé mà cô nói lại chính là mình. Điều này khiến anh vô cùng xấu hổ, không ngờ mẹ vì muốn con dâu vui vẻ ngay cả chiêu này cũng dùng tới. Sau đó Đường Vực gọi mẹ sang một bên, hỏi bà rốt cuộc đã nói gì với Đường Hinh. Mẹ liền nói mình làm như vậy chính là muốn củng cố quan hệ giữa anh và Đường Hinh. Hai người không hề biết, cuộc nói chuyện của bọn họ đã thông qua bộ đàm truyền tới tai nhân viên đoàn làm phim. Đường Hinh ở đây nghe được thì vô cùng xấu hổ. Hiện tại mọi người đều đã biết chuyện cô và Đường Vực yêu đương, ầm ĩ chúc cô trăm năm hạnh phúc. Lúc này Đường Vực nhìn thấy bộ đàm trên tay mẹ mới ý thức được không ổn, nhưng dù sao công khai quan hệ của anh và Đường Hinh cũng không sao cả, anh rất vui. Chỉ là anh không thể để bố mẹ ở lại nữa, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đoàn làm phim, vì thế khuyên họ sớm rời đi, có tình hình gì mình sẽ kịp thời báo cáo. Hôm sau Đường Vực và Đường Hinh cùng đi tiễn bố mẹ, đồng thời Đường Vực cũng chuẩn bị trở về. Anh ôm lấy Đường Hinh tạm biệt, hứa rằng sau khi xong việc mình sẽ trở lại nhanh nhất có thể. Anh cũng dặn dò cô giúp mình chăm sóc tốt Đinh Đinh. Lục Chữ Ninh sắp vào đoàn rồi, Đinh Đinh cùng cô ấy quay phim áp lực nhất định sẽ rất lớn. Đường Hinh hứa mình sẽ giúp Đinh Đinh vượt qua cửa ải khó khăn, huống hồ hiện tại cô ấy cũng tiến bộ rất nhanh, tin rằng cô ấy nhất định có thể làm được. Rất nhanh Lục Chữ Ninh vào tổ diễn chung với Đinh Đinh, điều này khiến Đinh Đinh vô cùng căng thẳng. Dù sao người ta cũng là ảnh hậu nổi tiếng, còn mình chỉ là một người mới, hơn nữa còn chưa qua đào tạo chuyên nghiệp. Lúc này thời tiết cũng không lý tưởng, trợ lý nhắc nhở Lục Chi Hành chỉ có 20 phút quay phim, như vậy đối với Lục Chữ Ninh mà nói là đủ rồi. Nhưng Đinh Đinh lại chậm chạp không lấy được trạng thái, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Chữ Ninh, cả người đều ở trong trạng thái mơ hồ. Lục Chi Hành bất đắc dĩ đành phải tạm dừng quay phim. Đường Hinh tới an ủi Đinh Đinh, thật ra cô ấy cái gì cũng hiểu, nhưng loại vấn đề tâm lý này không phải một hai câu là có thể vượt qua. Trong phòng trang điểm, Lục Chữ Ninh phát hiện Đinh Đinh dường như đang chờ mình, hiểu được đối phương muốn mình giúp đỡ khớp thoại. Lục Chữ Ninh không chút do dự đồng ý, dù sao người ta có gia thế như vậy, quay phim chẳng qua là sở thích nghiệp dư. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Lục Chữ Ninh, Đinh Đinh dần dần vượt qua chướng ngại tâm lý, quả nhiên ngày hôm sau hiệu quả quay phim tốt hơn rất nhiều. Buổi tối Đinh Đinh tập thoại cả đêm, bởi vì khách sạn cách âm không tốt khiến Lục Chi Hành không ngủ nổi, anh đành phải tới gõ cửa phòng nói khéo bảo cô đi ngủ. Thế nhưng cô không hiểu ý nói mình còn phải tập đến 4 giờ cơ. Lục Chi Hành đành phải mở ghi âm ra, Đinh Đinh lúc này mới hiểu được là mình ầm ĩ khiến anh mất ngủ, vội vàng nói xin lỗi. Ngày hôm sau Đinh Đinh phải quay cảnh trên không, bởi vì trước đó cô chưa từng luyện tập qua nên rất không thích ứng. Thật vất vả mới thuận lợi qua cảnh thì đột nhiên dây cáp bị đứt, Đinh Đinh bị treo trên không trung tay nắm chặt lan can. Nhưng cô không thể kiên trì quá lâu, sợ tới mức tái mặt khóc lớn. Lục Chi Hành chạy đi cứu Đinh Đinh, trong quá trình leo lên tay bị thương chảy máu, nhưng anh vẫn cắn răng cứu cô lên. Đinh Đinh thoát nạn lập tức nhào vào lòng Lục Chi Hành khóc lớn. Buổi tối Đinh Đinh gọi đồ ăn bên ngoài đến tìm Lục Chi Hành mời anh cùng ăn. Hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, mối quan hệ đã thân thiết hơn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Sự khích lệ của Lục Chi Hành đã mang lại cho Đinh Đinh rất nhiều động lực, hôm sau cô liền cùng Đường Hinh đi mua kẹo tặng cho anh ấy. Đường Hinh nhìn chúng một con búp bê thủ công, thấy nó cực kỳ giống Đường Vực, thế là liền mua về chuẩn bị tặng cho Đường Vực làm quà, để cho anh nhìn bộ dáng của mình khi tức giận. Hoắc Thần Đông đến thăm đoàn làm phim, anh mang đến cho Đinh Đinh pizza sầu riêng cô thích ăn, lại bị Lục Chi Hành giành trước đưa cho cô. Nhìn thấy bộ dáng hai người có chút thân mật, trong lòng Hoắc Thần Đông có chút không thoải mái. Buổi tối, lúc Đinh Đinh đi đưa kẹo cho Lục Chi Hành lại gặp Hoắc Thần Đông. Hoắc Thần Đông càng cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường. Đối mặt với món quà 10 ngày một lần của Đinh Đinh, Lục Chi Hành trêu chọc nói chuyện đầu tiên mình làm khi quay về Nam Cảng chính là đi gặp nha sĩ khám răng. Đinh Đinh tin là thật chuẩn bị lấy kẹo về, hôm nào lại tặng anh cái khác. Nhưng Lục Chi Hành lại nói mình chỉ đùa một chút, nếu đã tặng rồi sao có thể để cô lấy đi. Đinh Đinh có chút xấu hổ vừa định rời đi, vừa vặn gặp được nam chính từ phòng đối diện đi ra. Anh ta xin Lục Chi Hành kẹo, nhưng đây là quà của Đinh Đinh sao có thể nỡ cho người khác. Bên này Đường Hinh chạy đến phòng Đường Vực, tặng cho anh con búp bê mà mình mua. Hai người ngọt ngào bên nhau, Đường Vực còn bảo cô hay là đêm nay đừng về nữa, nói xong anh liền đi tắm. Điều này khiến tim Đường Hinh đập thình thịch, tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người. Lại không ngờ sau khi tắm xong Đường Vực chỉ bảo cô giúp mình sấy tóc. Lúc này Hoắc Thần Đông không đúng lúc cầm rượu vang đỏ tới tìm Đường Vực và tất nhiên là bị anh đuổi đi. Thấy đối phương cứ dây dưa, Đường Vực dứt khoát bảo hắn nếu rảnh quá thì để mình đặt vé máy bay cho hắn đến châu Phi khảo sát dự án mới. Hoắc Thần Đông lập tức chạy mất dạng. Ngày hôm sau ở phim trường, bởi vì phải quay một cảnh hôn Đinh Đinh vô cùng căng thẳng, Hoắc Thần Đông chạy tới hỏi cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa, hiện tại từ chối vẫn còn kịp. Để anh đi tìm Đường Hinh sửa lại kịch bản.
Đinh Đinh ngăn anh lại, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, hơn nữa cảm thấy dâng tặng nụ hôn đầu cho màn ảnh lớn cũng rất ngầu. Lúc quay phim, tư thế nam chính có chút không được tự nhiên, Lục Chi Hành liền tiến lên làm mẫu. Không ngờ đúng lúc này Đinh Đinh trượt chân một cái, Lục Chi Hành vội vàng ôm lấy cô, kết quả môi chạm môi. Nụ hôn đầu tiên của Đinh Đinh cứ như vậy không còn, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Hoắc Thần Đông thấy vậy liền muốn đi lên cho Lục Chi Hành một đấm, may mà có Đường Hinh cản lại. Sau khi trở về, Lục Chi Hành suy nghĩ nhiều lần, vẫn mua đồ tới xin lỗi Đinh Đinh. Cô cố gắng tỏ vẻ như không có gì, nói mình cũng không phải người keo kiệt như vậy. Nhưng trong lòng thì vô cùng hồi hộp, tim đập nhanh. Rất nhanh tạo một giấc mơ cho anh đã đóng máy, Đường Vực thân mật ôm Đường Hinh chụp ảnh, vừa vặn bị mẹ Đường Hinh nhìn thấy. Bà gọi điện thoại chất vấn con gái yêu đương sao không nói cho mình biết. Đường Hinh giải thích nhiều lần cũng không khiến mẹ hết giận, vì vậy đành phải quyết định đưa Đường Vực về nhà. Buổi tối Lục Chi Hành mời Đinh Đinh ăn cơm, lấy lý do xin lỗi làm cái cớ. Đinh Đinh nhờ anh chụp ảnh cho mình, kết quả anh lại bị vẻ đẹp và khí chất độc đáo của cô mê hoặc si ngốc ngắm nhìn. Trước khi về, anh tặng cho cô một món quà, dặn cô về nhà mới được xem. Sau khi về đến nhà, Đinh Đinh lập tức mở ra, phát hiện là một cây châm cài tóc, chính là tín vật đính ước mà nam chính trong phim của Lục Chi Hành tặng cho nữ chính. Đây có phải là biểu thị điều gì hay không? Đinh Đinh bắt đầu chờ mong. Hôm sau, Đường Hinh dẫn Đường Vực về nhà ra mắt. Nhưng bởi vì chuyện Đường Vực từ chối Đường Hinh lúc trước bố mẹ đều biết, cho nên hai người đối với Đường Vực cũng không có ấn tượng tốt gì. Không chỉ có bố chắn ở cửa, mẹ càng là nói mình không biết có khách tới nên không nấu nhiều đồ ăn. Đường Vực xấu hổ đứng đó, Đường Hinh đành phải ra tay từ chỗ bố trước. Dưới sự tấn công làm nũng của con gái, ông đành phải tước vũ khí đầu hàng, bảo hai người nhanh chóng vào nhà. Đường Hinh nói với Đường Vực cửa ải của bố đã qua, bước tiếp theo nên nghĩ làm thế nào để đối phó với mẹ. Lúc này bố lại hỏi Đường Vực có biết chơi mặt trược hay không. Thế là ngay sau đó bốn người liền ngồi vào bàn mặt trược. Xem ra không có chuyện gì không phải chơi mặt trược không giải quyết được, mấy người cùng nhau chơi vô cùng vui vẻ. Buổi tối sau khi ăn xong, bố mẹ Đường Hinh chính thức hỏi về tình cảm của Đường Vực đối với con gái mình. Đường Vực lập tức quỳ một gối xuống thề với trời, nói mình không chỉ thích Đường Hinh mà còn có thể giao tính mạng cho cô. Đáp án này khiến bố mẹ vô cùng cảm động, Đường Hinh cũng hạnh phúc rơi nước mắt. Sáng ngày hôm sau, bố Đường Hinh nhắc tới chuyện hôm nay cô có buổi họp lớp cấp 3, còn thuận miệng hỏi Bạch Nguyệt Quang Hàn Dạng Hồi ý cô thích có tới hay không. Đường Hinh xấu hổ nhắc nhở bố không nên nhắc tới chuyện này, nhưng ông lại không thèm để ý. Mẹ Đường Hinh thấy vậy tức giận trực tiếp kéo chồng đi. Lòng ghen tuông của Đường Vực nổi lên, anh muốn cùng Đường Hinh tham gia họp lớp, nhưng ai ngờ bố cô lại bảo anh cùng mình đi chơi mặt trược. Hết cách, Đường Vực đành phải ứng phó với bố vợ trước rồi nói sau. Trong buổi họp lớp, Viu Hoan trêu chọc nhắc tới Bạch Nguyệt Quang của Đường Hinh, vừa vặn lúc này Hàn Dạng đi đến. Anh ta dường như nhớ mãi không quên Đường Hinh, nhưng đối với cô mà nói anh đã là quá khứ, hiện tại trong lòng cô chỉ có Đường Vực. Sau khi họp lớp kết thúc, Đường Vực chờ ở cửa tới đón Đường Hinh, vừa vặn chạm mặt Hàn Dạng. Hàn Dạng cố ý gây sự, giải thích với Đường Hinh lúc trước vì sao mình không cùng cô đến Bắc Kinh. Đường Vực trực tiếp khí phách đáp lại, nói hắn không xứng với Đường Hinh, lúc đó là hắn đã từ bỏ cô ấy. Còn anh khác với hắn, vì cô ấy anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì. Nói xong liền kéo Đường Hinh rời đi, hai người cùng nhau tản bộ về nhà, đứng trên cầu lớn ngọt ngào hôn môi. Đường Vực còn chuẩn bị cho Đường Hinh niềm vui bất ngờ, đó chính là pháo hoa đón năm mới. Anh còn hứa sau này năm nào anh cũng bắn pháo hoa cho cô, mỗi một cái Tết đều sẽ cùng cô trải qua. Sau khi từ nhà bố mẹ Đường Hinh trở về, Đường Vực liền đưa Đường Hinh về nhà mình. Mẹ anh đã chuẩn bị một bao lì xì thật to làm quà gặp mặt cho cô. Bà còn nóng lòng hỏi bọn họ chuẩn bị khi nào kết hôn. Vấn đề bất ngờ này khiến Đường Hinh có chút không biết trả lời như thế nào. Sau đó cô nói mình không phải là không muốn kết hôn, chỉ là chưa nghĩ xa như vậy. Bởi vì Đường Hinh đến làm cho mẹ chồng rất là vui vẻ, liền nhân cơ hội mời cô cùng uống rượu, ăn mừng ngày đặc biệt này. Kết quả Đường Hinh vô tình uống quá nhiều say khướt. Trên đường về, Đường Hinh mượn hơi rượu biểu đạt chân tình của mình với Đường Vực. Tình yêu của cô đối với anh là điều anh không thể nào tưởng tượng được. Điều này làm cho nội tâm Đường Vực rất là kích động. Vừa về đến nhà, Đường Hinh say rượu liền bắt đầu quyến rũ chồng, hôn lên yết hầu của Đường Vực. Hai người đều không chịu được sự quyến rũ của đối phương, ôm hôn say đắm. Những tưởng cả hai sẽ có một đêm triền miên khó quên, ai ngờ Đường Vực quân tử không muốn lợi dụng lúc Đường Hinh đang say, sau khi hôn xong liền bế cô lên giường dặn cô ngủ ngoan. Sáng hôm sau Đường Hinh tỉnh dậy, Đường Vực đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hạnh phúc này có lẽ chỉ có tình nhân mới hiểu được. Đường Hinh cảm thấy mùi vị này tương đối quen thuộc, Đường Vực liền nói là mình có được chân truyền của bố vợ. Sau đó anh lại hỏi cô thích kiểu cầu hôn nào để mình chuẩn bị. Câu hỏi này khiến Đường Hinh cạn lời, cầu hôn không phải đều là muốn cho đối phương bất ngờ hay sao? Cô nói mình không cần hoa tươi, cũng không cần rất nhiều người, chỉ có anh và em là đủ rồi. Ngày hôm sau, Đường Vực đưa Đường Hinh đến studio của Lục Chi Hành bàn bạc dự án. Đường Hinh ở trên xe nói chuyện với đạo diễn khác, hiện tại cô cũng nổi tiếng, có vài đạo diễn đều hẹn cô đến làm biên kịch. Đường Vực ghen tuông nảy sinh, không ngờ có người to gan lớn mật dám câu trộm bà chủ điện ảnh Thời Quang. Thế là anh đại diện cho điện ảnh Thời Quang mời Đường Hinh quay trở lại làm việc. Cô nghe xong liền nói mình sẽ suy nghĩ kỹ càng. Cùng lúc đó Đinh Đinh tới gặp Lục Chi Hành, Phùng Trình và Đường Hinh biết được liền không mưu mà hợp tạo cơ hội cho hai người.
Phùng Trình lấy cớ có việc không đến studio, Đường Hinh thì nói dối ổ cứng của Lục Chi Hành bị hỏng, bảo Đường Vực dẫn mình đi ăn. Sau đó cô gọi điện thoại báo cho Phùng Trình, Phùng Trình liền đem tin tức tốt này nói cho Lục Chi Hành, để anh ta nắm chắc cơ hội không nên bỏ lỡ nữa. Lục Chi Hành và Đinh Đinh cùng nhau ngồi xem phim trên máy tính, Đinh Đinh vô tình mở trúng đoạn video mà hai người lỡ hôn nhau lần trước thì xấu hổ luống cuống. Lục Chi Hành thấy vậy, nói với cô đoạn video này mình không nỡ xóa. Bây giờ anh giao quyền chủ động cho cô, xóa hay không xóa chỉ cần cô cho mình một đáp án là được. Đinh Đinh suy nghĩ một chút dứt khoát nói em không muốn xóa, Lục Chi Hành trực tiếp hôn xuống, hai người dùng một nụ hôn chính thức xác nhận quan hệ. Sau khi Lục Chi Hành vừa tiễn Đinh Đinh đi thì Đường Vực đến. Anh muốn nhờ Lục Chi Hành giúp mình đưa ra một kế hoạch cầu hôn, hơn nữa còn muốn dùng 8 cái máy quay ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi cầu hôn của mình. Thậm chí Đường Vực còn yêu cầu Lục Chi Hành ký một bản thỏa thuận bảo mật. Lục Chi Hành tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà thái độ đột nhiên thay đổi của anh ngược lại làm cho Đường Vực có chút không quen, cảm thấy hôm nay anh ta không bình thường, vừa nãy lại còn cười với mình. Hoắc Thần Đông nghe nói Đường Vực muốn mua nhẫn kim cương để cầu hôn, liền cảm thấy anh không đủ chân thành, vẫn là đặt làm riêng sẽ có ý nghĩa hơn. Đường Vực nghe xong thấy cũng có lý, lập tức đến tìm Vưu Hoan bàn bạc việc này. Kết quả cô ấy lại hỏi anh kích thước ngón tay của Đường Hinh. Tuy nhiên Đường Vực không biết, anh chỉ có thể về nhà và lén đo kích thước ngón tay. Nhưng mỗi lần đều bị Đường Hinh vô tình trốn tránh. Hết cách anh đành phải dùng một nụ hôn cháy bỏng, 10 ngón tay đan xen để đo kích thước đại khái. Cũng may Vưu Hoan quen biết nhà thiết kế giỏi, cô nói đối phương có thể giải quyết việc này. Sau khi Đường Vực rời đi, Hoắc Thần Đông mời Vưu Hoan đi uống cà phê. Anh ta dường như có ý với Vưu Hoan, nói với cô hiện tại hai người đều độc thân, hay là chúng ta thử đi. Nhưng Vưu Hoan biết anh là một kẻ đa tình lập tức từ chối, nói thẳng nếu anh muốn tìm người chơi đùa thì cách xa mình một chút. Hoắc Thần Đông im lặng một lát, rồi nói mình còn có một ưu điểm, chính là có đủ kiên nhẫn. Thật ra Vưu Hoan đối với anh cũng có chút rung động, chỉ là không biết anh có thật lòng hay không, cho nên cô chỉ có thể dựa vào thời gian để kiểm chứng. Bộ phim Tạo Một Giấc Mơ cho anh công chiếu đạt được thành công cực lớn, Đinh Đinh trở thành nữ chính doanh thu phòng vé 1 tỷ, tình yêu của cô và Lục Chi Hành cũng tăng lên tới một tầm cao mới. Đinh Đinh cố ý tìm một nơi không người cùng Lục Chi Hành ngọt ngào. Ai ngờ hai người hôn nhau bị fan phát hiện. Đinh Đinh vội bảo họ đừng đăng lên mạng vội, mình rất nhanh sẽ công khai thôi. Quả nhiên Đinh Đinh nói được làm được, cô và Lục Chi Hành cùng nhau livestream công khai mối quan hệ, đặc biệt nhắc tới hai người đều là yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ Đinh Đinh sau khi nhìn thấy tin tức này vô cùng vui vẻ, bà rất hài lòng với chàng con rể tương lai này. Nhưng bố Đinh Đinh lại cho rằng Lục Chi Hành có ý đồ xấu, khéo bắt đầu từ lúc chọn diễn viên đã có ý đồ tiếp cận con gái mình rồi. Ông nhất định phải luôn chú ý đến anh ta, không thể để cho con gái bảo bối bị ức hiếp. Vưu Hoan thấy Hoắc Thần Đông sau khi biết được tin tức này phản ứng bình thản liền cố ý thăm dò. Anh liền nói mình vẫn luôn coi Đinh Đinh như em gái, hiện tại anh chỉ đang nghĩ cách theo đuổi cô mà thôi. Buổi tối Đường Vực muốn cho Đường Hinh một bất ngờ, liền cố ý bịt mắt cô lại, đưa cô đến căn cứ bí mật đã được chuẩn bị trước. Sau khi tháo bịt mắt ra, Đường Hinh lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Đường Vực cũng nắm lấy cơ hội nắm tay cô, cùng nhau chạy đến khoảnh khắc hạnh phúc này. Khi khinh khí cầu từ từ bay lên, xa xa pháo hoa nở rộ chúc phúc cho hai người, máy bay không người lái cũng được trình diễn một cách có trật tự, dòng chữ Marie Me từ từ hiện ra. Không thể không nói, lời cầu hôn đầy tình yêu và nghi lễ này có cô gái nào mà không thích. Lúc này, Đường Vực cũng đã sớm lấy ra nhẫn đã chuẩn bị từ trước quỳ xuống. Đường Hinh rơi nước mắt hạnh phúc không do dự đồng ý, ngay sau đó anh liền đeo chiếc nhẫn độc nhất vô nhị này lên tay cô. Ngày hôm sau, hai bên phụ huynh gặp mặt bàn bạc chuyện kết hôn, Đường Vực vô cùng trịnh trọng lấy ra thỏa thuận trước hôn nhân. Trên đó viết anh tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản đứng tên mình cho Đường Hinh, nếu như trong hôn nhân anh làm chuyện có lỗi với cô sẽ tự nguyện rời đi tay trắng. Anh làm như vậy chính là vì thể hiện sự chân thành của mình dành cho cô, điều này làm cho Đường Hinh rất cảm động. Bố mẹ Đường Hinh cho rằng như vậy không ổn, nhưng bố mẹ Đường Vực lại ủng hộ quyết định của con trai. Hai bên gia đình cùng nhau ăn uống trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau Đường Vực và Đường Hinh khẩn cấp cùng đi đăng ký kết hôn, sau đó Đường Hinh còn chụp ảnh giấy kết hôn đăng lên trang cá nhân, ngay lập tức thu hút sự chú ý và chúc phúc của mọi người. Đồng thời Đường Vực cũng nhân cơ hội chia sẻ Weibo của cô. Buổi tối về nhà, Đường Vực lập tức thực hiện quyền và nghĩa vụ của một người chồng, cùng Đường Hinh trải qua một đêm mặn nồng ngọt ngào. Hôm sau Đường Hinh đi tới điện ảnh Thời Quang, lúc này thái độ của mọi người rõ ràng đã thay đổi. Dù sao cô cũng đã trở thành bà chủ, ngay cả các biên kịch đối địch trước đây cũng chủ động tới nịnh nọt. Đường Hinh ngược lại vô cùng rộng lượng, không so đo quá nhiều với họ. Buổi tối nhóm bạn tốt cùng nhau tụ tập, Hoắc Thần Đông liền công bố video cầu hôn hụt của Đường Vực. Hóa ra hôm đó Đường Vực vốn định cầu hôn ở nhà, kết quả lại không cẩn thận làm mất nhẫn thành ra cầu hôn hụt. Sau khi cả nhóm chia tay nhau, Hoắc Thần Đông đưa Vưu Hoan đến công ty bàn bạc chi phí thiết kế thời trang cho hạng mục tiếp theo, ai ngờ công ty đột nhiên lại bị cắt điện. Hai người thắp nến cùng nhau uống rượu nói chuyện. Lúc này Vưu Hoan đề nghị hai người có thể thử bắt đầu, nhưng thấy Hoắc Thần Đông có chút ngẩn người, cô lại nói mình chỉ nói đùa mà thôi. Tuy hai người không nói gì, nhưng quan hệ của bọn họ đang dần kéo gần lại. Hôm sau Đường Vực và Đường Hinh ở bờ biển ngọt ngào chụp ảnh cưới, thề sẽ bảo vệ tình yêu của mình mãi mãi cho đến tận cùng thời gian. Tình yêu là chuyện của hai người, cùng nhau chạy trên con đường hạnh phúc. Người chạy nhanh hơn hãy nhớ dừng lại và chờ đợi. Ngay cả khi bạn là người chạy chậm,
cũng đừng ngừng cải thiện bản thân. Chỉ có hai người đang nghĩ về nhau, chống lại nhiều cám dỗ từ thế giới bên ngoài, chỉ khi đó chúng ta mới có thể cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và tốt đẹp. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.